Tu chân tứ vạn niên chương 444, thần thông tạp. Một bình có chút không hiểu nháy mắt, nghi ngờ nói. Lý đại sư đây là ý gì? Tinh khải chúng ta sử dụng không phải là tinh khải chiến đấu chuyên nghiệp, nó là một loại tinh khải dùng trong công nghiệp được nâng cấp lên, nên không cần tu chân giả đến điều động. Chỉ cần võ giả bình thường điều khiển là được. Hắc thiết thôn chúng ta có tổng cộng 4 tên tu chân giả, ta mới có tu vi luyện khí trung kỳ đã là người có thực lực mạnh nhất, cho nên ta mới làm trấn trưởng. Vùng thâm sơn cùng cốc này, không giữ được người, hạt giống tu luyện hơi có chút thiên phú đều rời khỏi quê nhà, đến mảnh vỡ thế giới cùng tinh hạm càng to lớn hơn để lan bạc, tiểu tử muốn tiến lên, chúng ta không tiện ngăn cản, vì lẽ đó chỉ có mấy lão già chúng ta ở bên ngoài va chạm mấy chục năm, đụng đến vỡ đầu chảy máu. Cuối cùng không làm nên chuyện gì, mà mắt thấy tuổi càng ngày càng lớn hơn, nên thẳng thắn trở về an tâm dưỡng lão cho tốt. Lý Diệu nghe xong liền sững sờ, tinh khải trong công nghiệp thì thôi, loại tinh khải trong nông nghiệp lại là cái quỷ gì? Lẽ nào mặc tinh khải đi làm ruộng sao? Thế này thì quá mức rồi. Hơn nữa, người bình thường cũng có thể điều động tinh khải. Chuyện này đã đánh vỡ nhận thức của Lý Diệu. Tinh khải là pháp bảo trong pháp bảo, ở thiên nguyên giới là vũ khí quyết chiến trí cao vô thường, đừng nói võ giả tầm thường, coi như là tu chân giả cấp thấp ở thời điểm tinh khải số lượng lớn chưa xuất thế cũng rất ít được phân phối tinh khải một mặt là mua không nổi mặt khác là điều động tinh khải cũng cần thực lực rất mạnh đầu tiên phải thông qua độ nhạy bén siêu cao của tinh mắt ở trong nháy mắt sưu tập đến lượng lớn tin tức như mưa tầm mưa tả hạ xuống lấy lực tính toán của người bình thường căn bản không thể xử lý được thứ yếu là khi sử dụng tinh khải để chiến đấu sẽ tạo thành gánh nặng cực lớn đối với thân thể trong nháy mắt tốc độ có thể tăng lên đến mức nửa tốc độ âm thanh thậm chí là trạng thái siêu âm rồi lại đột nhiên bất động chuyển hướng xoay tròn những chuyện đó sẽ tạo thành lực xung kích đối với thân thể không thua gì lực ép từ trên tòa nhà mười mấy tầng rơi xuống người bình thường mặc loại tinh khải này vào rồi tăng tốc đến tốc độ siêu âm trong nháy mắt sau đó đột nhiên dừng lại chỉ sợ lục phủ ngũ tạng đều muốn nổ tung càng không cần phải nói trong quá trình điều động tinh khải lần lượt nổ ra chiêu thức có uy lực tuyệt cường, linh năng có thể tạo thành xung kích cực kỳ kinh khủng đối với đại não, khiến thần hồn người bình thường vỡ tan, biến thành ngớ ngẩn. Vì lẽ đó, ở thiên nguyên giới, đừng nói người bình thường, ngay cả tu chân giả như Lý Diệu cũng phải đến trại huấn luyện khải sư, điên cuồng học tập mấy tháng, mới học được cách điều động tinh khải. Nhưng nghe ý tứ của một bình nói thì ở phi tinh giới, nhà nào cũng có tinh khải, ngay cả người bình thường cũng có thể tùy ý điều động tinh khải, nhưng không lưu lại nửa điểm di chứng về sau thực sự là khó mà tin nổi nếu như có thể học được loại kỹ thuật này hết thảy binh sĩ của liên bang tinh diệu đều có thể trang bị một bộ tinh khải tạo thành đại quân sắt thép sang bằng huyết yêu giới thực là dễ như trở bàn tay tim lý diệu đập thình thịch trầm ngâm trong chốc lát mới tiếp tục hỏi nhưng mãi không có kết quả bèn để một bình mang mình đi xem một bình vui vẻ đồng ý dưới sự dẫn dắt của mười mấy thằng nhóc Lý Diệu lại đi tới bên ngoài thôn trấn, chỗ mọi người đang giải phẫu tinh không cự giải. Cư dân hắc thiết trấn đều lấy việc thu nhặt đồ trên cổ chiến trường mà sống. Tình cờ họ cũng săn giết yêu thú xâm nhập gia viên, nên rất quen thuộc với những công việc này. Mấy chục tên đại hán, mặt tinh khải có chút cũ kỹ trên người, vùng vẫy thanh liên cứ kiếm cùng phần thiên chiến phủ, các từng mảng từng mảng giáp sát kiên cố ra. Sau khi rửa sạch, sát trùng tiêu độc cùng xử lý chống phân hủy mới xếp chúng lại. Những cái vỏ ngoài này đều là vật liệu rất tốt, có thể lấy ra thành trấn giao dịch một số đồ vật. Còn thịt cua ẩn chứa ở bên trong lại vô cùng thô ráp và cứng cỏi, không thể trực tiếp ăn ngay, mà cần nghiền nát thành bột để lấy chất dinh dưỡng ẩn chứa bên trong, tuy khó ăn nhưng nó vẫn là một loại mỹ vị đặc thù, coi như là bữa ăn ngon. Thấy Lý Diệu đi tới, tất cả mọi người đều ngừng tay, vô cùng kính nể mà nhìn hắn. Một bình gọi một tên tráng hán lưng hùng vai gấu từ trên lưng tinh không cự giải xuống, người này mặc một bộ tinh khải đen thô cũ kỹ cao gần 3 mét. Hắn gọi là Trương Hắc Ngưu, năm nay 25 tuổi, linh căn khai phá đã đạt đến 85%, rất có khả năng thức tỉnh linh căn, một thân đấu kỹ của hắn rất tốt, hắn được coi là tài năng xuất chúng trong mấy cái thành trấn phụ cận. Một bình cười ha hả nói. Trương Hắc Ngưu ưỡn ngực, có chút ngốc nghếch nở nụ cười. Hắc Ngưu, đại sư muốn kiến thức một chút thực lực của ngươi, ngươi có thể toàn lực ứng phó. Mục Bình nói. Loại địa phương xa xôi như Hắc Thiết Trấn, không phải lúc nào cũng có tinh khải đại sư xuất hiện. Trương Hắc Ngưu vừa nghe thế tinh thần liền tỉnh táo, làm nóng người, lại để cho mọi người lui lại vài bước. Bỗng nhiên hai chân dẫm một cái, thân hình khổng lồ như một đạo hắc toàn phong, đột nhiên lao ra mấy chục mét, lại trong nháy mắt dừng lại. Tiếp theo là hai cú đấm vừa nhanh vừa mạnh, khiến không khí nổ ra từng gợn sóng, phát sinh tiếng sấm vang chớp giật. Lý Diệu âm thầm kinh ngạc. Tuy công kích của Trương Hắc Ngưu không tính là hoa lệ, nhưng cũng vượt xa khả năng chịu đựng của một người bình thường. Theo lẽ thường mà nói, xương cốt toàn thân hắn đều bị lực xung kích mạnh mẽ chấn động nát tan mới phải. Đúng lúc này, Trương Hắc Ngưu bỗng nhiên quát lên một tiếng lớn, thân hình thay đổi phương hướng một cách quỷ dị, quanh thân tuôn ra khí thế vô cùng mạnh mẽ, như là đột nhiên thay đổi thành một người khác, hai tay lượng lờ hai đám hắc khí, đột ngột đẩy một cái, hắc khí như xoắn ốc chui ra, một khối kim loại cách xa mười mấy mét bị đánh ra hai cái lỗ thủng. Đây là... Mắt Lý Diệu nhãn động lại, trong lòng nhất lên sóng to vạn trường. Loại hình tấn công từ xa này đều có yêu cầu cực cao, đối với hình thái ngưng động linh năng cùng khống chế quỷ tích, cần tiêu hao lượng lớn linh năng cùng lực tính toán, chỉ có tu chân giả mới có thể nắm giữ chiêu thức này, Trương Hắc Ngưu là một người bình thường, làm sao có thể triển khai ra. Sau khi Trương Hắc Ngưu sử dụng một chiêu này, hắn giống như là kiệt sức, chống đầu gối thở hổn hển một hồi lâu, mới tới trước mặt Lý Diệu cung kính nói. Đại sư, một chiêu này của ta là thắt hổ bạo, theo lý thuyết nó có thể nổ ra công kích cách xa 20 mét, nhưng bất luận là ta tu luyện như thế nào, cũng chỉ có thể nổ ra công kích trong vòng 15 mét, không biết quá trình phát kinh lực có vấn đề gì không, kính xin đại sư chỉ điểm nhiều hơn. Lý Diệu cố nén nội tâm kinh ngạc, để trương hắc ngư tháo tinh khải xuống. Hắc thiết trấn lấy việc tháo dở, thu thập xác chiến hạm về gia công mà sống tự nhiên trong trấn có lượng lớn xưởng sửa chữa lý diệu cẩn thận kiểm tra bộ tinh khải này ở ngay một chỗ sửa chữa lộ thiên vật liệu luyện chế tinh khải cũng không quý giá lắm đều là hợp kim phổ thông không trách tinh khải bị luyện chế thô to như vậy bằng không nó không đạt tới cường độ cần thiết kết cấu đúng là tương đối xuất sắc có phong cách luyện chế của cây cỏ phái đơn giản thực dụng có thể thay thế pháp bảo yêu cầu bảo dưỡng không cao phương thức vận chuyển rất đặc biệt. Lợi hại, lợi hại, loại phương thức vận chuyển này hoàn toàn mới, huyền quốc chiến khải có thể lấy đó làm mẫu. Chỉ là một cái tinh khải trong công nghiệp đã có nhiều thiết kế cùng kết cấu quá mức bình thường như vậy, thật không biết tinh khải chiến đấu chân chính của phi tinh giới lại mạnh mẽ cỡ nào. Ồ, đây là cái gì? Lý Diệu ở bên trong tinh khải, phát hiện hơn trăm loại phù trận chưa từng gặp, từ trong kết cấu phù trận cùng con đường tuần hoàng linh năng đến xem. Nó nên đưa đến tác dụng tăng cường sức mạnh mới đúng. Xem ra, chính những loại phù trận này đã bảo vệ thân thể Khải sư và trợ lực để người bình thường có thể sử dụng tinh khải. Sau đó Lý Diệu kiểm tra phương diện xử lý tin tức của cái tinh khải này. Hắn phát hiện tinh não của loại tinh khải này không chỉ tăng thêm mấy loại pháp bảo đơn nguyên hắn chưa từng gặp, mà mặt trên còn có hai cái khe cắm nho nhỏ, một trong số chúng được cắm vào một cái thẻ. Lý Diệu dùng cái kẹp nhẹ nhàng rút cái thẻ kia ra. Đây là một cái thẻ không lớn hơn bao nhiêu so với cái móng tay, độ dày cũng không vượt quá một phân, phía ngoài có vô số tinh tuyến, giống như là dùng từng tầng từng tầng lá mỏng như cánh ve gộp lại. Đây là một tấm tinh tạp, mặt ngoài điêu khắc hơn 20 loại phù trận nhỏ, phóng ra ánh sáng mỹ lệ, mơ hồ phun trào ra một tia linh khí. Lập thể phù trận có cấu tạo thật là cao minh. Tinh tạp dày một phân, nhưng sử dụng hàng trăm tấm tinh diệp siêu mỏng gộp lại, nếu như mỗi một cái tinh diệp đều điêu khắc 20 loại phù trận nhỏ, thì tấm tinh tạp khôn lớn hơn bao nhiêu so với móng tay này, có thể tồn trữ bao nhiêu thần thông? Lý Diệu nhướng mày âm thầm than thở, mặt ra vẻ cân nhắc, hỏi Mục Bình. Đây là cái gì? Nhìn rất quen mắt, nhưng sao ta không nhớ ra được. Đây là thần thông tạp, nói vậy trước đây Lý đại sư thường thường sử dụng, nên đương nhiên nhìn quen mắt rồi. Mục Bình giải thích tuy những tu sĩ cấp thấp cùng võ giả bình thường như chúng ta có thể điều động tinh khải làm ra một ít công kích cùng phòng ngự đơn giản thế nhưng muốn chúng ta triển khai thần thông cùng tuyệt chiêu càng thêm phức tạp thì đó là có lòng nhưng không đủ lực thần thông tạp có thể chất chứa thần thông tuyệt nghệ của tu chân giả cấp cao sau khi bỏ vào tinh khải nó sẽ tự động kích hoạt hết thảy thần thông liền thủ thế chờ đợi chỉ cần chúng ta hơi suy nghĩ tinh khải sẽ tự động làm theo suy nghĩ của bọn ta tung ra tuyệt chiêu lý diệu trợn mắt lên phi tinh giới quả nhiên kỳ diệu lại còn có chuyện như vậy sao dĩ nhiên tu chân giả có thể phong ấn chiêu thức của chính mình vào trong tinh tạp truyền thụ cho người khác sử dụng một bình cười nói phi tinh giới chúng ta rất hoang vắng cư dân rải rác ở các nơi trong tinh hải khó tránh khỏi việc có một số địa phương tu chân giả không tới được vì lẽ đó họ liền luyện chế ra loại thần thông tạp này bán ra lượng lớn tuyệt chiêu khiến cho người bình thường cùng tu chân giả cấp thấp có thể tăng cao thực lực trong nháy mắt. Trong cái thẻ thần thông này có một số thần thông cùng hổ tông phong ấn vào và đẩy ra thị trường hồi năm ngoái, nó chuyên môn nhằm vào những võ giả bình thường cùng cao thủ cấp trung để mời chào, bên trong có 20 đòn hắc hổ bạo, năm chiêu hổ ma đao, cùng với một cái hổ sát xuyên tim pháo có uy lực tuyệt luân. Tất cả cường giả làm ra cái thẻ này đều là cao thủ cùng hổ tông, họ đã tiêu hao lượng lớn thần hồn, kích thích ra ngàn vạn ý nghĩ, phong ấn vào trong đó, giá bán ra là 5.000 phi tinh tệ, hàng đẹp giá lại rẻ, nên khải sư vùng này rất yêu thích sử dụng thần thông tạp. Lý Diệu nghe được đối phương nói liền sững sờ, chiêu thức cũng có thể buôn bán theo số lượng lớn sao. Cân nhắc cả nửa ngày, thẳng thắn xem qua toàn bộ thần thông một lần nữa xen vào trong tinh não, khởi động đài tinh khải được mệnh danh là Nham Binh này. Đài tinh khải này nguyên vốn là vì mục đích tháo dỡ cùng duy loại tinh hạm cỡ lớn ở trong vũ trụ chân mà luyện chế, chỉ có điều lại bị cư dân trong hắc thiết trấn thêm gắn giáp hợp kim bảo vệ cùng liên cứ kiếm lên, chỉ miễn cưỡng dùng để chiến đấu mà thôi. Ngay cả võ giả bình thường cũng có thể thao túng kiện tinh khải này, Lý Diệu Thân là cao thủ về tinh khải nên việc điều khiển đài nham binh này đương nhiên cũng không tính là quá khó khăn. Dùng 3 phút đồng hồ nhìn quét qua hình thức điều khiển nham binh, Lý Diệu liền siêu siêu vẹo vẹo bước ra vài bước thăm dò. Hoặc nhìn thì nham binh này cũng không khác gì các tinh khải mà hắn từng điều động qua, hơn nữa khi điều khiển kiện tinh khải này, hắn lại có một loại cảm giác càng thêm nhu hòa mềm mại, thân thể hắn giống như là ngâm ở trong một cái ôn tuyền sền sệt, căn bản không có cảm giác bản thân đang điều khiển một tinh khải cỡ lớn nặng mười mấy tấn. Hệ thống bước đệm cùng hệ thống trợ lực được thiết kế vô cùng phù hợp, hầu như không cần ta dùng sức, tất cả động tác đều có thể dựa vào linh năng để hoàn thành. Còn có hệ thống tổng hợp xử lý tin tức vô cùng tân tiến này, một lượng lớn tin tức đều dùng tinh não tiến hành công việc xử lý sau đó chỉ phát ra một kết quả cuối cùng, cùng với tin tức mang tính then chốt, lại phối hợp với các thao tác cùng giao diện vô cùng rõ ràng. Ngắn gọn này thì ngay cả người bình thường cũng có thể hiểu rõ tình cảnh đang xảy ra và đưa ra phương án ứng đối. Tuy rằng cứ như vậy, liền thiếu hụt rất nhiều biến hóa, chiến thuật đều trở nên khô khan, nhưng đối với những võ giả bình thường cùng tu chân giả cấp thấp này mà nói, bọn họ có thể tiếp thu khuyết điểm này. Lý Diệu âm thầm tiến hành so sánh nham binh cùng những tinh khải mà bản thân đã từng điều khiển qua, hắn phát hiện hình thức điều khiển các thao tác, hành động của nham binh còn muốn đơn giản hơn so với mô hình cũ mà hắn đã từng tiếp xúc qua, quả thực có thể xưng lạc mô hình mới. Khải sư hoàn toàn có thể lựa chọn vài loại phong cách tác chiến, như mạnh mẽ tấn công, du kích, truyền đấu, viễn trình chủ kích, bảo tồn thể lực, tinh khải sẽ tự động biến hóa ra các phong cách tác chiến khác nhau, sau đó liền tiến hành tự động điều tiết mô hình thu phát linh năng cung cấp cho động lực phù trận tấm chắn phòng ngự cùng phản ứng lô đỉnh chỉ cần sau khi chọn phương thức tiến công cánh trái phòng ngự cánh phải thì tinh khải sẽ tự động hoàn thành công kích này một cách rất đơn giản loại mô hình này sẽ tăng tính tự chủ tác chiến của tinh khải lên trên diện rộng nhưng lại khiến tác dụng của khải sư bị suy yếu đi có thể nói là có lợi có hại nhưng đối với cao thủ như Lý Diệu mà nói thì hắn cũng không quá yêu thích hình thức dựa vào tinh não xử lý tất cả mọi việc cùng phương thức chiến đấu khô khan đơn điệu này, hắn càng yêu thích việc tự mình trưởng khống tất cả tin tức hơn. Từ tốc độ gió cùng chiều gió của một đạo gió nhẹ ở ngoài 100 mét, đến trình độ kích phát linh phù của một tòa động lực phù trận nào đó trong 32 tòa động lực phù trận phía sau. Tất cả mọi thứ đều do bản thân khống chế, khiến cho khả năng chiến đấu biến ảo ra ngàn tỷ hình thức khác nhau. Sử dụng loại tinh khải loại cũ này giống như là đang sử dụng một con rối, phần lớn động tác đều đã được giả thiết tốt, khải sư chỉ cần phối hợp với tinh khải là có thể tiến hành chém giết. Tuy nhiên cách tác chiến này dùng để đối phó kẻ địch phổ thông còn được nhưng chỉ cần đối phương là một cao thủ thì những lỗ thủng trong tiết tấu, quy luật tác chiến sẽ rất dễ dàng bị tìm ra. Có điều lý diệu cũng không thể không thừa nhận, đối với võ giả bình thường cùng tu chân giả cấp thấp mà nói, loại hình thức ngốc tử này lại là lựa chọn tốt nhất dù sao cũng không phải mỗi người đều có thiên phú cùng năng lực để trở thành cao thủ trong khải sư không phải mỗi người đều muốn đối mặt với những kẻ địch chân chính coi như là phải đối mặt với cường địch chân chính thì vẫn có thể dựa vào số lượng để nhấn chìm kẻ địch vì lẽ đó cứ việc cho dù không quá tán đồng nhưng lý diệu vẫn tỏ lòng thành kính từ đáy lòng với người đã luyện chế ra loại tinh khải này lúc này lý diệu mới chú ý tới ở màn sáng hiện chỉ lệnh của các đòn công kích bình thường cùng phòng ngự còn có một loạt chỉ lệnh bị những đường nét màu vàng nhạt vây quanh, tỏa ra ánh sáng lung linh, trạng người rực rỡ. Ở nơi này có một loạt văn tự hiện lên, gói quà xa hoa to lớn cho võ giả đỉnh cao, bên trong ẩn chứa ba loại chiêu thức: Hắc Hổ Bạo, Hổ Ma Đao, Hổ Sát Xuyên Tâm Pháo. Nhìn thấy những chữ này, lòng hiếu kỳ của Lý Diệu liền nổi lên, hắn dùng một tia thần niệm khóa chặt chỉ lệnh của Hắc Hổ Bạo nhẹ nhàng kích phát. Trong nháy mắt, dường như trước mắt hắn có một đạo bóng ảnh trong suốt vỡ vụn, Lý Diệu đột nhiên cảm nhận được một đạo gợn sóng linh năng mãnh liệt cùng từng luồng thần niệm dập dần. Trên kiện tinh khải tên nham binh này chợt phát ra một tiếng nổ sắc bén. Quanh thân tinh khải phun ra luồng sức mạnh tuyệt cường, trên màn sáng chợt xuất hiện một điểm nhắc nhở mới, yêu cầu hai cánh tay của hắn cùng thân người đều làm ra một loại động tác nào đó theo quy định, Hai tay Lý Diệu giao nhau sau đó liền đẩy về phía trước một cái, căn bản không cần phát ra bao nhiêu lực, bên trong phản ứng lô đỉnh liền nổ ra hai cổ linh năng mạnh mẽ. Cảnh tượng lúc này rất giống như khi Trương Hắc Ngưu đột ngột phát ra công kích. Trên thân nham binh liền tràn ra một vòng xoáy linh năng màu đen kéo dài tới hơn 30 mét. Quả nhiên, bên trong tấm thần thông tạp này không chỉ bao hàm chỉ lệnh của các chiêu thức mà còn ẩn chứa một tia thần niệm của tu chân giả đạo thần niệm này là do tâm huyết của tu chân giả ngưng tụ thành, hàng thật đúng giá, vô cùng lợi hại. Lý Diệu rất hài lòng, hắn cởi tinh khải ra, lặng yên suy nghĩ một chút sau đó liền nói với Trương Hắc Ngưu. Điểm quan trọng nhất trong việc triển khai một chiêu hắc hổ bạo này cũng không phải là bản thân ngươi đánh ra bao nhiêu sức mạnh, mà là ngay khi song quyền được đánh ra cần phải sinh ra một luồng sức mạnh xoắn ốc hướng vào trong, càng giống như là khiến sức mạnh ném ra ngoài, mà không phải là đẩy ra ngoài, ngươi cẩn thận lĩnh hội một hồi liền có thể tăng uy lực lên gấp 10 trở lên. Đa tạ đại sư, đa tạ đại sư. Trương Hát Ngưu kích động vạn phần nói. Lý Diệu khẽ mỉm cười, trầm ngâm chốc lát, rồi hướng về phía Mục Bình nói. Mục Trấn trưởng, ta muốn làm một vụ giao dịch cùng Hát Thiết Trấn. Nửa tháng sau, Lý Diệu vẫn ở lại Hát Thiết Trấn, một bên sưu tập các loại tin tức liên quan tới phi tinh giới, mặt khác lại cẩn thận nghiên cứu tinh khải loại cũ này của phi tinh giới. Vì đối phó tinh không cự giải, đã có vài tên khải sư của hắc thiết trấn bị thương nặng, còn có hai tên khải sư ngã xuống tại chỗ, hầu như toàn bộ tinh khải gia nhập vào trong cuộc chiến đều lưu lại những tổn hại vô cùng nghiêm trọng. Có chút tổn hại bọn họ có thể tự mình duy tu, nhưng cũng có một chút tổn thương nghiêm trọng cần phải đưa đến một chỗ gọi là tinh quân miếu, đại trấn để tiến hành duy tu giao dịch mà lý diệu đưa ra chính là những tinh khải bị tổn hại nghiêm trọng này sẽ giao cho hắn tiến hành duy tu thuận tiện hắn còn có thể tiến hành cường hóa một phen mà điều kiện của hắn lại rất đơn giản đó là hắn hy vọng có thể sở hữu một kiện tinh khải dù sao thì phong cách chiến đấu của huyền cốt chiến khải cũng có chỗ bất đồng với tinh khải của phi tinh giới hơn nửa mặt ngoài của huyền cốt chiến khải lại được gắn lên lượng lớn vật liệu đến từ thân thể của hài cốt long ma Hài cốt Long Ma là tuyệt thế hung yêu từ 4 vạn năm trước, vật liệu trên thân thể của nó cùng với những mảnh vỡ từ pháp bảo thượng cổ mà nó sưu tập cũng không phải là những bảo vật tầm thường. Tuy rằng đã lý diệu tiến hành che giấu chúng, ở trong hắc thiết trấn cũng không có ai có thể nhìn ra dị dạng. Nhưng Lý Diệu lại tin tưởng ở một thế giới có nền kỹ thuật tinh khải phát đạt như thế thì một khi hắn đi đến những tinh vực phồn hoa hơn, gặp phải cao thủ chân chính sẽ vô cùng có khả năng bị người khác nhìn ra đầu mối đến thời điểm đó thì hắn sẽ rơi vào cục diện thất phu vô tội hoài bích mắc tội nói không chừng sẽ có người mơ ước đến những vật liệu trên hài cốt long ma liền triển khai truy sát cướp bóc hắn khiến cho bản thân trước lấy phiền phức vô tận vì lẽ đó lý diệu quyết định huyền cốt chiến khải sẽ xem như vũ khí bí mật không phải là trường hợp vạn bất đắc dĩ thì không thể lấy ra sử dụng một khi sử dụng thì phải bảo đảm diệt sạch toàn bộ kẻ địch bởi vậy hắn vẫn rất cần một đài tinh khải chủ lưu mà tất cả mọi người ở phi tinh giới vẫn sử dụng. Đối với tình hình hiện tại mà nói, hắn cần một đài tinh khải có thể miễn cưỡng tiến tới những tinh vực càng thêm phồn hoa, có thể chậm rãi thăng cấp. Lý Diệu dùng thời gian 10 ngày, tiến hành duy tu toàn bộ các tinh khải công trình cùng tinh khải nông cụ. Ở trên cơ sở này, hắn có thể đại khái phỏng đoán về phong cách luyện chế tinh khải cấp thấy của phi tinh giới tuy rằng hắn vẫn không có phân tích triệt những phụ trận phức tạp kia nhưng chỉ tiến hành duy tu một ít tổn thương cơ sở thì cũng không thành vấn đề sau đó hắn liền bắt đầu cải tiến đài nham binh của mình nếu như cường hóa loại tinh khải công trình này thì cho dù như thế nào đi nữa cũng không thể khiến nó tăng thêm bao nhiêu sức chiến đấu mà phương pháp của lý diệu lại trái ngược hoàn toàn hắn không chỉ khôi phục bản sắc của kiện tinh khải công trình nham binh này mà hắn còn gắn thêm hai cánh tay với rất nhiều chức năng trong quá trình duy tu lên thân tinh khải. Bên trong hai cánh tay này hắn đã nhồi vào các loại công cụ duy tu cùng luyện khí. Thoạt nhìn, giờ khắc này trên thân nham binh tổng cộng có được bốn cánh tay, phía sau lại cổng lấy một kho chứa đồ to lớn, có thể tồn trữ lượng lớn pháp bảo đơn nguyên cùng linh kiện, nhìn vào có chút ngốc nghếch cùng quái dị. Lý Diệu cố ý không tiến hành tinh tế đánh bóng cùng cường hóa bề ngoài của nham binh, thậm chí còn lưu lại vài đạo thiên thạch sát ngân cùng dấu vết rỉ sét ở trên thân tinh khải, hoặc nhìn có vẻ thô kệch, ngốc nghếch, hiền lành. Nếu như ở trên chiến trường, thì đây quả thực là một đài tinh khải hậu cần, duy tu hết sức tiêu chuẩn. Để xứng đôi với đài nham binh này, Lý Diệu đã chế tạo cho bản thân một thân phận mới. Lý Diệu, 23 tuổi, thuở nhỏ sinh sống ở trong một mảnh hài cốt cổ chiến trường nho nhỏ tại biên giới của phi tinh giới, bởi vì giao thông bất tiện, xưa nay chưa từng tiếp xúc qua ngoại giới chỉ là tình cờ tiếp xúc qua một ít tri thức linh tinh từ ngoại giới mà thôi bởi vì là từ nhỏ đã tiếp xúc với những pháp bảo bỏ đi trong hài cốt cổ chiến trường nên bản thân có được thiên phú duy tu pháp bảo cực cao đặc biệt am hiểu duy tu cùng cải tiến các tinh khải cấp thấp ở nửa năm trước bởi vì đột nhiên xuất hiện mưa thiên thạch nên quê hương đã bị hủy diệt chỉ có một số người cực kỳ ít ỏi là có thể trốn thoát sau khi lang thang qua các thành trấn trong tinh không lúc cục cũng tiếp xúc đến tin tức của ngoại giới, đặc biệt tin tức này lại có liên quan tới thiên thánh thành. hắn vô cùng khát vọng trở thành một tên đại sư luyện chế tinh khải, cho nên liền lấy mục tiêu đi tới thiên thánh thành mà không ngừng nỗ lực phấn đấu. ở phi tinh giới chỗ nào cũng có những thiếu niên từng trải qua nhân sinh như vậy, quả thực là nhiều hơn bụi trần. mà đi tới thiên thánh thành lại hầu như là mơ ước của tất cả mọi người trong phi tinh giới. thân phận như vậy cũng không làm người khác chú ý lại là rất khó chứng thực, đây là một câu giải thích hợp lý cho kỹ thuật duy tu cùng cải tiến siêu việt của hắn. Chỉ cần rời khỏi Hắc Thiết Trấn, một khi tiến vào trong Tinh Hải Mênh Mông thì sẽ không có ai hoài nghi về hắn. Một trấn trưởng từng nói, năm ngày cuối cùng của mỗi tháng, ở phụ cận một chỗ tên là Tinh Quân Miếu đại trấn sẽ có một hội làng, đến lúc đó, hạm đội ở mười mấy thôn trấn phụ cận đều sẽ đi tới hội làng này mua đồ, hỗ trợ lẫn nhau, giao dịch hàng hóa. Hơn nữa ở tinh quân miếu còn có thuyền chở hàng của các tinh vực phồn hoa, nếu như có người trẻ tuổi muốn đi ra ngoài lan bạc thì có thể lựa chọn tiến lên những thuyền chở hàng này với giá cả rất tiện nghi, nếu như người đó tinh thông một chút tài nghệ nào đó thì có thể làm thủy thủ hoặc là duy tu sư, như vậy thì tiếng vé tàu cũng có thể được miễn. Lần này, Hắc Thiết Trấn đã nguyên khí đại thương, không những hao binh tổn tướng mà hộ vệ chuyên nghiệp mà lần trước bọn họ mời về từ tinh quân miếu đều đã mất mạng, về tình về lý cũng cần phải đưa thi thể bọn họ trở về. Hơn nữa những tài liệu trân quý lấy được từ trên người tinh không cự giải cũng cần phải mang tới tinh quân miếu mới có thể tiêu thụ được. Vì lẽ đó, hội làng tháng này bọn họ nhất định phải tới tham dự. Mục Bình đang lo lắng sẽ gặp vấn đề an toàn ở dọc đường khi mang theo nhiều vật liệu yêu thú như vậy nhưng khi nghe thấy Lý Diệu đưa ra ý muốn cùng đi thì hắn liền vui vẻ đồng ý. Phía trước chính là đạo hải tinh quân miếu. Sáu ngày sau, trên vận chuyển hạm rách rách rưới rưới cúi đầu nhìn về một bình phía màn sáng phía mở miệng trịnh trọng nói với lý diệu lúc này trong màn sáng xuất hiện một chiếc chiến hạm có độ dài vượt qua ba ngàn mét bốn phía quanh thân chiến hạm còn có một vòng phòng ngự do hài cốt tuần dương hạm tạo thành phía trước cùng phía sau đều thủng trăm ngàn lỗ mất đi tất cả năng lực chỉ có ở giữa là được duy trì hoàn hảo lờ mờ phóng ra từng sợi thất sắc huyền quang một bình nói Đạo hải tinh quân miếu này ở một vạn năm trước đã từng là của một chiếc tuần dương hạm cấp đạo hải của tinh hải đế quốc. Đến nay, phần lớn kết cấu của nó đều đã hư hao một cách nghiêm trọng, không cách nào chữa trị, có điều lượng lớn cu sinh hoạt trong tinh hạm lại được duy trì hoàn hảo, hơn nữa loại tinh hạm này lại đặc biệt chú trọng vào tính phòng ngự, ở phía ngoài vòng tròn phòng ngự vẫn có thể miễn cưỡng vận chuyển, thả ra tấm chắn linh năng kiên cố. 500 năm trước, một đội tàu bị tinh vân bão táp thổi ra khỏi lộ tuyến ban đầu, vô tình phát hiện ra nơi này, sau khi bọn họ trốn ở trong vòng phòng ngự này liền tránh khỏi sự tàn phá của tinh vân bảo táp. Từ khi đó, tiếng tâm của nơi này liền lan truyền ra. Tất cả mọi người đang nghe chuyện trên TV audio CV đều nói, hồn phách của chiếc tinh hạm này đã thành thần, ở trong cõi U Minh phù hộ cư dân một phương tinh hải này, biến nơi này thành cảng tránh gió mạnh mẽ nhất. Lâu dần, tất cả mọi người liền gọi chiếc tinh hạm này là Đạo Hải Tinh Quân, đặt cho nơi này một cái tên là tinh quân miếu, xem là mười mấy tinh không thành trấn phụ cận thành trung tâm giao dịch, về sau lại có không ít người lục tục chuyển tới ở lại trong khu sinh hoạt của tinh hạm, chậm rãi phát triển ra một tòa đại trấn náo nhiệt. Lão Tứ, trước tiên hãy thắp ba nén nhang trên tinh quân. Một tráng hán tử liền đáp ứng một tiếng, hai tay hắn xoa một cái trên ma khố, nhanh chóng đánh hai đạo chỉ lệnh lên màn sáng. Lúc này vận chuyển hạm lập tức chấn động, ba đạo huyền quang màu nhũ bạch từ trên hạm thủ bắn ra, lao thẳng về phía trước đạo hải tinh quân. Ba đạo huyền quang này cũng không có lực công kích, mà chỉ là ba đạo linh năng tinh khiết nhất. Sau khi ba đạo huyền quang bắn tới phía trước đạo hải tinh quân, mấy trăm cái lỗ thủng kia đều lập lòe tỏa sáng, giống như hơn một trăm con mắt nháy một cái, hiện ra mấy phần khí tức thần bí khó lường. Một bình cùng đông đảo dân cư trong hắc thiết trấn liền nhắm hai mắt lại, trong miệng lẩm bẩm nguyện đạo hải tinh quân phù hộ chúng ta hắc thiết trấn gió êm sóng lặng yêu thú không đến đám thâu tinh không tới quấy nhiễu bảo tác bất xâm có thể khai cuộc được ít nhiều pháp bảo đáng giá ở trong hài cốt cổ chiến trường nếu tinh quân hiển linh năm nay chúng ta chiếm được nhiều tài nguyên sang năm nhất định chúng ta sẽ cung phụng tinh quân một bộ hệ thống tuần hoàn nước tinh khiết lý diệu cảm thấy rất thú vị hắn là một tu chân giả hiện đại vô cùng kiên định nên tất nhiên sẽ không tin tưởng về thần phật mịt mờ trong khoảng thời gian này hắn đã đạt được liên hệ cùng mạc huyền trong nửa tháng hắn ở hắc thiết trấn đám người mạc huyền cũng không có nhàn rỗi bọn họ đã sưu tập được lượng lớn hài cốt chiến hạm từ bên trong cổ chiến trường sau đó liền lung ta lung tung hắn những giáp trụ này lên bên ngoài hỏa hoa hào hiện tại coi như đưa hỏa hoa hào mở ra trước mặt lý diệu cũng chưa chắc là hắn có thể nhận ra được sau đó mạc huyền lại mang theo một đám hài cốt tinh hạm lớn đi theo sau lưng lý diệu một đường phiêu lưu khắp nơi trong phi tinh giới đều có các cổ chiến trường trải rộng. Dưới sự khoái động của tinh vân bảo táp, vô số hài cốt đều giống như nước chảy bèo trôi trong tinh hải, căn bản sẽ không khiến người khác chú ý. Trong đạo tin tức gần nhất mà Lý Diệu trao đổi thì Mạc Huyền cảm thấy rất hứng thú đối với phong cách luyện chế tinh khải của phi tinh giới, vì vậy hắn đã ước định cùng Lý Diệu, một khi đến chỗ an toàn, liền triển khai truyền tống thần niệm với quy mô lớn nhằm trao đổi những tin tức càng thêm cụ thể hơn so với trước kia. Lúc này, vận chuyển hạm đang từ từ tới gần tinh quân miếu. Tại khoảng cách này có thể nhìn thấy mấy chục chiếc vận chuyển hạm nho nhỏ đang neo ở bên trong cảng được cải tạo từ phần phía sau đạo hải tinh quân. Lúc này còn có vài chiếc vận chuyển hạm cũng đang chậm chậm tiến vào đó. Đối phương cũng đã nhìn thấy vận chuyển hạm của Hắc Thiết Trấn, trên tất cả những tinh hạm kia đều phát ra từng đạo huyền quang theo tiết tấu, tạo thành những đạo linh văn nhiều màu sắc vô cùng sáng lạng nhằm thể hiện ra thân phận của chính mình vận chuyển hạm của hắc thiết trấn cũng thả ra linh văn sau đó liền chậm rãi tiến tới phía sau bọn họ thiên hạt kiếm pháp tu luyện đơn giản quy lực tuyệt luân thông qua thần niệm viễn trình tiểu bang hóa dạy học chỉ cần cường hóa tu luyện một tháng liền có thể học được ba tầng đầu học phí mười lăm nghìn năm mươi người học viên đứng đầu báo danh sẽ được tặng lại năm ngàn khối danh nạch phụ còn có thể trải qua muôn vàng thử thách nhận được một thanh thiên hạt kiếm kiếm dài hai m bốn trên mũi kiếm khảm nạm ba đạo móc câu từ đuôi của bò cạp độc, tuyệt đối là hàng thật giá thật, không dối trên lừa dưới, tiêu chuẩn có hạn, hãy nhanh chóng báo danh nào. Thần thông tạp, mới đến thần thông tạp. Siêu cấp thần thông tạp ẩn chưa một bộ sát chiêu liên hoàng 72 thức do trưởng lão nửa bước kim đan của nanh nha phái tự mình nghiên cứu phát minh. Một chiêu đánh ra liền kéo theo thế tiến công như cùng phong loạn vũ trong 3 phút, căn bản không thể dừng lại. Mau nhìn, trên thần thông tạp còn có linh văn ký tên của trưởng lão nanh nha phái đây tuyệt đối là chính phẩm mọi người có thể mang tới tất cả các đại phân đà của nanh nha phái để nghiệm hàng muốn trở thành cường giả tuyệt thế sao muốn quát tháo phi tinh giới sao muốn thỏa thích lãnh hội toàn bộ ảo diệu của thế giới tu chân sao hoan nghênh gia nhập bôn lôi môn bôn lôi môn có lịch sử lâu đời thực lực hùng hậu đã đặt chân vào các lĩnh vực vận tải khai quặng luyện chế tinh khải hiện nay bôn lôi môn đã có được 35 chiếc tinh hạm, ở trên 4 viên hành tinh có được 13 khoáng tràng cùng trung tâm giả luyện cỡ lớn, thực lực tổng hợp quanh năm chiếm giữ 20 vị trí đầu của phi tinh giới. Tổng bộ của bôn lôi môn được thiết lập trên siêu cấp tinh hạm sấm động hào, đài tinh hạm này không chỉ có hỏa lực mạnh mẽ, tốc độ siêu cao, hơn nữa lại có được khu sinh hoạt 100 mô phỏng hoàn cảnh chính thống, có được mỹ nhân hồ, bãi cát vàng, Quần sơn trùng điệp cùng đông đảo cảnh đẹp để cho mọi người có cảm giác dường như bản thân đang ở trong động thiên phúc địa, hồn nhiên quên mất là mình đang bồng bình trong tinh hải. Tại phi tinh giới này, toàn bộ thanh niên có chí dưới 18 tuổi, độ khai phá Linh Trăng từ 80 trở lên liền có thể trở thành kiến tập môn nhân, kiến tập trong 3 năm, trong vòng 3 năm bao ăn bao ở, có danh sư chỉ điểm, một khi thức tỉnh Linh căn, liền có thể trở thành môn nhân chính thức dù ba năm sau không có thức tỉnh linh căng thì cũng có cơ hội ở lại tập đoàn sấm động, làm công tác với tiền lương hậu hĩnh. Nửa hôm sau, Lý Diệu đang chen chút đi dạo trên đường cái của tinh quân miếu, ánh mắt nhìn ngắn những màn sáng lấp lánh, muôn màu muôn vẻ giữa không trung, lại có những lời quảng cáo vô cùng mê hoặc truyền vào trong tai hắn. Thậm chí Lý Diệu còn ngửi thấy một tia khí tức thơm ngát, nóng rực của mỹ thực, khóe miệng của hắn không tự chủ được cong lên, hai mắt hắn uống thành hai đạo trăng lưỡi liềm cảm giác này quả thật là rất quen thuộc. Thời kỳ hội làng diễn ra, số lượng người tập hợp tại tinh quân miếu nhiều tới một cách khác thường, ít nhất có tới mấy vạn người tụ tập ở đây. Bên ngoài là tinh không lạnh lẽo cô tịch, bên trong tinh quân miếu lại là một mảnh nhân gian rộn ràng, tràn ngập khói lửa. Lúc này, tâm thần lý diệu chợt trở nên hoảng hốt, hắn cảm thấy dường như bản thân đã trở về một quỷ thị nào đó dưới lòng đất thiên nguyên giới. Cả hai nơi đều ầm ỉ, huyên nháo, hỗn loạn, rồi lại tràn ngập sức sống giống nhau. giờ khắc này, lý diệu đã tách ra khỏi đám người hát thiết trấn. vì cảm kích ân cứu mạng của lý diệu, sau khi bán đi những mảnh vỡ của tinh không cự giải, một bình trấn trưởng đã kính đáo đưa cho hắn một số tiền lớn. lý diệu mới đến nơi này, trong túi trống rỗng vì vậy liền không khách khí nhận lấy số tiền này đã giải quyết vấn đề khẩn cấp nhất của hắn lúc này. trước tiên lý diệu liền đi tới cửa hàng tinh não, mua một tinh não loại cũ ở phi tinh giới tinh não được chế tạo cao cấp hơn tiên tiến hơn so với thiên nguyên giới ở nơi này tinh não lại được luyện chế thành đồng hồ đeo tay cực kỳ đơn giản tiện lợi sau đó lý diệu lại đi tới một cửa hàng được gọi là vạn sự thông đây là một cửa hàng mua bán tin tức hết sức đặc thù bởi vì khoảng cách giữa tinh quân miếu cùng khu vực trung ương phi tinh giới thực sự là quá mức xa xôi không thể lúc nào cũng có thể kết nối đến linh vì lẽ đó ở thâm sơn cùng cốc này có rất nhiều tin tức gặp phải sự bế tắc, bởi vậy loại cửa hàng tin tức này liền được sản sinh. Tất cả các tiểu thương từ Nam Chí Bắc sẽ cất chứa những tin tức mới nhất từ Trung ương tinh vực ở trong Ngọc Giảng, sau đó sẽ làm một vụ buôn bán đặc thù cùng các cửa hàng tin tức. Cư dân ở các khu vực xa xôi có thể đến cửa hàng tin tức, tiêu tốn một chút tiền để xem qua những tin tức mới nhất. Những tin tức như vậy cứ trải qua khoảng 1-2 tháng sẽ được toàn diện đổi mới một lần, ở trong tinh hải bao la vô ngần cũng coi như là vô cùng đúng lúc. Lý Diệu ngồi ở trong góc của cửa hàng tin tức, trước mặt hắn có bốn tấm màn sáng mở ra, lấy tốc độ không đến nổi làm người nghe kinh hải, chậm rãi lướt qua. Những đạo tin tức đến từ trung ương tinh vực này khiến cho hắn càng thêm hiểu rõ đối với phi tinh giới. Tin tức có số lượng nhiều nhất đều liên quan tới tọa độ bạo phát của một tinh vân bảo táp, mưa thiên thạch nào đó hoặc là tin tức về việc thám hiểm giả đã phát hiện ra tọa độ của một cái vòng xoáy không gian nào đó. Xem ra, đối với văn minh của nhân tộc tại phi tinh giới luôn dựa lấy tinh hải mà sống thì các dị động trong tinh hải là đại sự cực kỳ trọng yếu. Tin tức thứ yếu chính là những tin tức về sự hoạt động của đám thâu tinh, bảng xếp hạng mới nhất về thực lực của những thâu tinh đoàn, cùng nội dung của những giải thưởng trên truy nã bản. Danh sách trên truy nã bản lít nha lít nhíp vô số những cái tên chỉ cần chạm nhẹ vào một cái tên thì từng đoạn hung án nhìn mà giật mình liền hiện ra, từ đó có thể thấy được độ nguy hiểm của tinh hải. Trên những màn sáng này còn có những đoạn tin tức về việc yêu thú tập kích cùng thiên ma xuất hiện. Tuy nhiên số lượng của những đoạn tin này cũng nhiều, xem ra hai loại nguy cơ uy hiếp này chỉ tình cờ xuất hiện, cũng không có nghiêm trọng như đám thâu tin. Tuy nhiên thứ lý diệu quan tâm nhất vẫn là tổng thể thực lực cùng sức chiến đấu cao nhất của phi tinh giới. Nếu như đây là một đại thế giới, Nguyên Anh nhiều như cậu, Kim đang đi đầy đất thì cho dù hắn có giả tâm lớn hơn nữa cũng phải ngoan ngoãn cục đuôi làm người. Rất may là sau khi xem lướt qua toàn bộ tin tức thì Lý Diệu cũng không phát hiện ra loại dấu hiệu này, ở trên màn sáng cũng có tin tức nhắc tới danh tự của vài tên Nguyên Anh lão quái, giọng điệu miêu tả trong những đoạn tin tức này đều tràn ngập kính nể. Hơn nữa dường như có mấy danh tự của tông chủ cùng trưởng lão của các tông phái chỉ là cường giả kim đan. Còn thông tin về những tu chân giả hóa thần kỳ càng mạnh mẽ hơn nguyên anh lão quái thì Lý Diệu cũng không có nhìn thấy ở những tin tức gần nhất này. Không thể nào, rõ ràng là linh năng trong phi tinh giới còn đầy đủ hơn so với thiên nguyên giới nhưng tại sao số lượng cường giả cấp cao nhất lại cách biệt đến như vậy? Lý Diệu một bên xem lướt qua tin tức, một bên suy tư. Sau nửa giờ đồng hồ, hắn đã mơ hồ có kết luận. Quả thực là linh năng trong phi tinh giới càng thêm đầy đủ, có điều nơi này là cổ chiến trường để lại lượng lớn hài cốt tinh hạm cùng mảnh vỡ của các pháp bảo cổ đại vì lẽ đó tu chân giả tại một giới này càng thêm chú trọng vào việc luyện chế cùng vận dụng các loại pháp bảo sau việc lượng lớn nhân lực vật lực cùng thời gian đều tiêu vào luyện chế pháp bảo thì phi tinh giới có được hệ thống tinh khải cực kỳ phát đạt và được phổ cập rộng rãi đây chân chính là một thế giới lấy tinh khải làm đầu phần lớn lý luận tu luyện cùng tác chiến của tu chân giả trong phi tinh giới đều được thành lập xung quanh tinh khải mà thiên nguyên giới lại có lượng tài nguyên thiên thiên không được phong phú không có nhiều di tích cổ chiến trường có thể khai quật như vậy vì thế tinh khải cũng không được phổ cập rộng rãi phần lớn tu chân giả vẫn luôn tự thân tu luyện tinh khải chỉ đưa đến tác dụng tăng cường thực lực của tu chân giả mà thôi chính vì vậy mặc dù là tài nguyên của thiên nguyên giới có số lượng ít ỏi cùng thưa thớt nhưng số lượng cường giả cao cấp cũng chỉ cách biệt một đường với phi tinh giới mà thôi chắc hẳn là phi tinh giới vẫn còn có cao thủ mạnh mẽ nhưng có lẽ bọn họ vẫn luôn bế quan tu luyện nên không có xuất hiện trong những tin tức gần nhất đây cũng là sự tình vô cùng có khả năng xảy ra ngoại trừ những tin tức này thứ hắn xem lướt qua nhiều nhất chính là tin tức có liên quan đến thiên thánh thành thậm chí có một ít thái hư ảo cảnh chỉ cần trả một ít tiền liền có thể mô phỏng ra cảnh tượng đồ sộ bên trong thiên thánh thành lý diệu đã thử nghiệm qua mấy lần cảnh tượng đồ sộ này quả thực là khắc sâu ấn tượng trong lòng hắn ở trong khu sinh hoạt tại Thiên Thánh Thành, chẳng những có hồ nước cùng hải dương mà còn có những dãy núi liên miên trùng điệp cùng các hẻm núi sâu đến mấy trăm mét, thậm chí có vô số phù không sơn trôi nổi ở giữa không trung, từ trên phù không sơn có ngàn vạn thác nước buông xuống, tạo thành mưa phùng mở mịt ở giữa không trung. Thậm chí còn có từng đạo thải hồng hiện ra khu vực công tác cùng học tập tại thiên thánh thành là từng tòa thành thị lập thể san sát cùng từng tòa cao ốc chọc trời nối tiếp nhau dựa vào các đường ống chân không cùng truyền tống trận nối liền lẫn nhau trên cầu tàu gần như trong suốt tràn ngập bóng người đang chen chúc nhau di chuyển tới lui dường như bọn họ đang bước chậm tới phía chân trời các loại phi toa với hình thù kỳ quái kéo theo vĩ diễn muôn màu muôn vẽ qua lại không ngừng trên cầu tàu tuy rằng những phi toa này di chuyển với tốc độ rất nhanh nhưng là lại không hề va chạm vào nhau giống như là có một bàn tay vô hình thao túng tất cả lý diệu khó có thể tưởng tượng được rằng một tòa đại thành phồn hoa huyên náo như vậy lại nằm trong tinh hải mênh mông không trách được toàn bộ cư dân tại phi tinh giới đều đổ xô tới thiên thánh thành có điều thứ càng làm hắn cảm thấy hứng thú chính là phương tiện tu luyện bên trong thiên thánh thành thiên thánh thành chính là trung tâm tu luyện của phi tinh giới không chỉ là sáu đại tông phái có thực lực mạnh nhất thiết lập tổng bộ tại đây mà các đại tông phái còn thiết lập vô số đại trung tiểu học, trại huấn luyện, tinh khải tu luyện quán. Mấy trung tâm luyện chế tinh khải nổi danh nhất phi tinh giới cũng đều thành lập phân bộ quản lý ở Thiên Thánh Thành. Ở trong kho tin tức, Lý Diệu tìm thấy được một đoạn phim ngắn về một trung tâm luyện chế tinh khải trong đó. Ở trong phim ngắn, xuất hiện một luyện khí thất cực lớn chiếm diện tích vượt qua 500 mẫu, tầm mắt không thể nhìn thấy phần cuối của dây truyền luyện chế pháp bảo tự động học cùng với những cánh tay linh năng dùng để tạo thành hệ thống lắp ráp tự động đối với một đài công trình tinh khải phổ thông hoặc là nông cụ tinh khải thì cũng chỉ cần vài tên luyện khí sư tới quản chế cùng mấy chục tên tu chân giả cấp thấp và mấy trăm tên công nhân phổ thông tiến hành luyện chế là có thể cùng cuộn không ngừng sản xuất ra đây mới thực sự là sản xuất số lượng lớn có thiết bị luyện khí cùng các kỹ thuật tân tiến như thế hơn nữa tinh khải còn được luyện chế thành bản áp suất đến cực hạn bởi vậy tinh khải mới được phổ cập ở phi tinh giới như vậy cũng giống như là phi toa tại thiên nguyên giới từng nhà khẻ cắn răng đều có thể mua được một đài tuy rằng lý diệu không có thấy được quá trình luyện chế các tinh khải chiến đấu chuyên dụng nhưng hắn lại tìm được một đoạn quảng cáo về đấu trường tinh khải cửu đỉnh đấu trường bởi vì là tinh khải được lưu hành rộng rãi ở trong phi tinh giới tất cả tu chân giả ở trong giới này đều khát vọng có thể trở thành một tên khải sư mạnh mẽ các loại giao đấu tinh khải ở trong một giới này chính là đại hành kỳ đạo cũng giống như phi tinh cầu cảnh tốc lưu hành tại thiên nguyên giới thì ở đây chỉ là trò vặt quen nhìn mà thôi tại nơi này có các nhiều phương thức giao đấu kích thích hơn mà các loại đấu trường tinh khải cũng giống như nấm mọc sau mưa ở trên toàn bộ phi tinh giới tu chân giả tại một giới này đều yêu thích luận bàn tài nghệ ở trong này ngay cả người bình thường yêu thích điều khiển công trình cùng nông cụ tinh khải đánh tới đánh lui trong đấu trường, hưởng thụ loại mồ hôi tràn đầy khí tức mùi vị rỉ sắt cùng dương cương. Các loại hình thức giao đấu tinh khải tự liên kết, công khai cùng đánh cuộc trong lòng đất. Tất cả những thứ này đều hình thành một lượng lợi ích cực kỳ khổng lồ. Hơn nữa công việc luyện chế, cải trang, duy tu tinh khải cùng với huấn luyện khải sư đã hoàn toàn xứng đáng trở thành sản nghiệp trụ cột của phi tinh giới nếu như khải sư nào có thể đạt được thắng lợi ở trên đấu trường đỉnh cấp thì người đó sẽ trở thành đại minh tinh đại anh hùng của tất cả mọi người hắn có thể hưởng thụ sự sùng bái của ngàn vạn thiếu nam thiếu nữ cùng sự ưu ái của các đại tông phái hơn nữa hắn còn đạt được lượng tài nguyên tu luyện phong phú nhất ở đoạn quảng cáo này lấy hình thức truyền phát tin tức hình ảnh của thái hư ảo cảnh khiến cho người người lạc vào cảnh giới kỳ lạ như đang đặt mình vào trong các đấu trường dường như lúc này lý diệu đang an vị ở trong một đấu trường hình cầu to lớn thân thể hắn bị tinh từ lực vững vàng hấp thụ trên ghế ngồi không ngừng xoay tròn xung quanh mà ở trước mặt hắn là hai kiện tinh khải một đỏ một trắng trôi nổi ở trung ương đấu trường hình cầu hóa thành hai đạo lưu quang dùng một loạt chiêu thức hoa lệ đến cực điểm công kích túi bụi lẫn nhau có lúc khoảng cách giữa công kích của bọn họ và khán giả chỉ bằng một sợi tóc nhưng lại bị phòng ngự phù trận cứng rắn ngăn chặn Dư uy của công kích chỉ thổi loạn mái tóc của đám khán giả xung quanh khiến cho nhân tâm lâm vào sự kinh hoàng, mở miệng hô to. Người thường xem trò vui, trong nghề nhìn môn đạo. Lý Diệu càng xem càng cảm thấy hải hùng khiếp vía. Dựa theo nội dung của đoạn tin tức này, hai tên khải sư kia chỉ có tu vi trúc cơ trung kỳ và hậu kỳ mà thôi, thế nhưng tốc độ, sức mạnh, phạm vi nhỏ động cơ, tất cả đều như một trúc cơ kỳ đỉnh phong, thậm chí cường hãn giống như tu sĩ kết đan kỳ vậy mỗi một động tác của bọn họ đều được lý diệu thu hết vào đáy mắt ngay sau đó lý diệu liền nhắm mắt lại ở trong đầu hắn hiện ra hai đạo thân ảnh nữa trong suốt nhanh chóng di chuyển nửa ngày sau hắn liền đưa ra kết luận nếu như không dựa vào huyền cốt chiến khải được cường hóa từ những vật liệu trên thân hài cốt long ba kia mà chỉ mặc một bộ tinh khải giống như hai người này trên người thì vô cùng có khả năng hắn cũng không phải đối thủ của hai tên khải sư này mà hai tên khải sư này lại hoàn toàn không phải là khải sư mạnh nhất trong cửu đỉnh đấu trường. Thực sự là khó mà tin nổi, bất kể là ngoại hình, kết cấu, hay là tỷ lệ phân phối hỏa lực của tinh khải chiến đấu trong phi tinh giới, tất cả đều tiến bộ hơn so với thiên nguyên giới 100 năm. Hơn nữa những khải sư ở nơi này đều nắm giữ vài loại thần thông điều khiển tinh khải, có thể hoàn toàn hòa mình làm một với tinh khải khiến cho sức chiến đấu của bọn họ ít nhất là 3, 5 lần. Thực sự là không thể chờ đợi được nữa, ta nhất định phải đi tới thiên thánh thành, ta phải học được toàn bộ những bí pháp luyện chế tinh khải cùng các thần thông điều khiển tinh khải này. Nhìn thấy hai tên khải sư truyền đấu trong thái hư ảo cảnh, Lý Diệu, cái tên mê pháp bảo này, liền sốt sắn hắn lên, hai mắt hắn bắn ra từng tia hỏa diễm, khóe miệng như muốn chảy xuống một nguồn nước miếng. Ở trong cửa hàng tin tức, có rất nhiều tin tức nhằm vào thanh niên khát vọng đi tới thiên thánh thành lang bạc như hắn có một ít cơ quan du lịch chuyên môn khai thông lộ tuyến phục vụ mọi người tiến tới thiên thánh thành du lịch bằng lộ tuyến này mọi người không chỉ có thể tiến tới nghỉ phép tại khu sinh hoạt của thiên thánh thành mà còn có thể tự mình đi tới các đấu kỹ tràng đỉnh cấp thưởng thức cảnh tượng các cao thủ tinh khải chân chính tranh tài trong suốt thời gian một tháng người đi tới nơi này tuyệt đối thuần túy là đi chơi không hề có bất kỳ hạng mục mua sắm nào thậm chí còn có cơ hội lấy được chữ kỹ do những cao thủ tinh khải tự tay viết chỉ có điều, giá cả của cái này là cực kỳ cao, cho dù là mức giá tiện nghi nhất cũng phải hơn mấy trăm ngàn. Trên màn sáng bốn phía lý diệu còn có một chút tin tức khá bí ẩn, các cư dân cũng có thể thông qua các loại con đường khác lén đi tới bên trong tòa Thiên Thánh thành này. Tuy nhiên đây chỉ có thể coi như là vụn trộm tiến vào thành, là không có hộ khẩu, chỉ có thể lén lén lúc lúc hoạt động ở lục hoàng bên ngoài Thiên Thánh thành, căn bản không thể tiến vào các trung tâm tu luyện chân chính. Ngoài ra các loại tin tức về những hạng mục thi đấu lại khá là công khai. Nhìn vào những tin tức này khiến Lý Diệu cảm thấy rất khác so với tưởng tượng của hắn. Những cuộc thi đấu này cũng không phải do Thiên Thánh Minh Thống Nhất tuyên bố ra, mà là do các thế lực lớn bên trong Thiên Thánh Thành phân biệt tuyên bố ra. Nói cách khác, năm nay Thiên Thánh Minh cho một cái trung tâm luyện chế tinh khải nào đó 50 tiêu chuẩn thì trung tâm luyện chế tinh khải này tin có thể công khai tổ chức thi đấu luyện khí, chỉ cần người nào có thể trở thành 50 người đứng đầu thì người đó liền có thể tiến vào thiên thánh thành. Trở thành công nhân luyện chế tinh khải cho trung tâm. Ở dưới sự ảnh hưởng của loại chính sách này khiến cho các loại thi đấu trở nên vô cùng đa dạng, nhiều vô số kể. Chỉ tiếc rằng phần lớn các cuộc thi đấu đều được tổ chức ở những tinh vực phồn hoa, địa phương thâm sơn cùng cốc như tinh quân miếu, hắc thiết trấn thì tất nhiên là sẽ không có cuộc thi đấu nào được tổ chức ở đây. Xem ra, trước tiên ta cần phải tiến tới những tinh vực phồn hoa hơn để so sánh, sau đó sẽ tính toán lại sau. Lý Diệu nhìn tới những tin tức về các thuyền hàng sẽ lui tới tinh quân miếu trong khoảng thời gian gần nhất thì liền phát hiện ra ở ba ngày sau sẽ có hai chiếc thuyền hàng đi tới tinh quân miếu. Sau khi dừng lại liền đơn giản tiến hành tiếp tế sẽ một đường đi tới Tam Minh Tinh Vực tương đối gần Thiên Thánh Thành. Tam Minh Tinh Vực có được một đạo tinh không linh mạch chất chứa linh năng thiên về hệ hỏa. Nếu như tinh hạm dừng lại ở trong tinh không linh mạch này sẽ có tác dụng xúc tiến rất lớn đối với những tu chân giả tu luyện công pháp hệ hỏa. Vì vậy liền có những tông phái trung đẳng đều sẽ thiết lập tổng bộ ở đó, đấy cũng coi như là một tinh vực khá là phồn hoa trong phi tinh giới. Vậy trước tiên ta sẽ đi tam minh tinh vực. Nếu như dân cư một vùng tinh quân miếu muốn ra ngoài lan bạc thì có thể lựa chọn tiến lên thuyền hàng, vì lẽ đó bọn họ đều rất thành thục quy trình để đi lên các loại thuyền này. Lý Diệu thông qua một thương xã thay quyền dự khuyết một ghế trên thuyền hàng. Trong lúc này, thương xã kia liền phái ra một tên minh tu sư luyện khí kỳ tiến hành thôi miên Lý Diệu nhằm kiểm nghiệm thân phận của hắn. Lấy cường độ thần hồn mạnh mẽ của Lý Diệu sao có thể bị một tên luyện khí kỳ nho nhỏ thôi miên. Sau một phen đo lường, thân phận giả của hắn đã được xác nhận thông qua, vô cùng thuận lợi đạt được vé tàu. Ba ngày này, Lý Diệu vẫn luôn ở trong cửa hàng tin tức. Hân giống như bọc biển hấp nước, thời gian này hắn đã hấp thu một lượng tin tức rất lớn. Sáng sớm ba ngày sau, lúc này Lý Diệu vẫn cuộn mình ở một góc của cửa hàng tin tức, đã ba ngày ba đêm hắn không chợp mắt nhưng hai con mắt của hắn lại càng ngày càng trở nên trong suốt. Thừa dịp người khác đều đang chợp mắt, tốc độ xem lướt qua tin tức càng lúc càng nhanh. Lúc này chỉ cách thời gian thuyền hàng xuất phát nửa ngày thời gian, Lý Diệu cũng chuẩn bị đi lên thuyền hàng, muốn hiểu thêm một ít về thường thức tại phi tinh giới. Đúng lúc này, dưới mông lý dịu chợt khẽ rung lên sau đó toàn bộ trên dưới đều rung lên khiến vài chiếc ly thủy tinh đều rơi xuống không ít người đều từ trong cơn buồn ngủ thức tỉnh lại phát ra những âm thanh lẩm bẩm hàm hồ tích nhỏ nhỏ tiếng còi báo động gấp gáp vang lên khiến tất cả mọi người đều chấn động lên thâu tin thâu tin đến rồi trong khoảnh khắc có không ít cư dân của tinh quân miếu liền nghe ra hàm nghĩa của hồi còi báo động này sắc mặt của tất cả mọi người đều trở nên trắng bệch, mở miệng gào rống. Phạm vi chấn động của mặt đất càng lúc càng lớn, không ít người đều không tự chủ được khô tay múa chân lên, có người còn sợ đến mức trốn xuống dưới đáy bàn. rất nhiều người đều chạy lên đường cái giống như ông vỡ tổ. Lý Diệu chợt cau mày, âm thầm chửi một câu. lúc này hắn cũng đi theo đoàn người, đi tới trên đường cái. hôm nay là hai ngày cuối cùng của hội làng, có rất nhiều cư dân đã rời khỏi tinh quân miếu nhưng vẫn có mấy ngàn người ở lại nơi này. Lúc này, trên đường cái là một cảnh hỗn loạn tưng bừng, đâu đâu cũng có đám người chạy loạn giống như những con ruồi không đầu va loạn vào nhau, màn sáng to lớn mô phỏng trời xanh mây trắng phía trên đang kịch liệt trung động, từng khối hình ảnh liên tiếp tắt đi, lộ ra những khối sắc âm u lạnh lẽo. Từng cái màn sáng màu đỏ từ từ ngưng tụ ở giữa không trung, truyền phát ra tình cảnh ác chiến trong tinh hải. Đột nhiên có một đạo âm thanh khàn khàn vang lên, Mọi người không nên hoảng loạn, chúng ta đã tao ngộ phải đám thâu tinh và đang tiến hành chém giết. Tinh quân miếu có được hệ thống phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ, đám thâu tinh kia tuyệt đối không thể công phá, đạo hải tinh quân nhất định sẽ phù hộ chúng ta. Chắc hẳn mọi người đã từng nghe qua thủ đoạn của đám thâu tinh này. Nếu như ngay từ khi bắt đầu chúng ta lựa chọn đầu hàng thì sau khi bọn họ cướp đoạt toàn bộ tinh quân miếu một phen còn có thể thả cho chúng ta một con đường sống. Nhưng trước mắt, khi Song Phương đã giao chiến, chúng ta lại đánh chết vài tên thâu tinh thì bọn họ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho chúng ta một khi để cho đám thâu tinh này tiến vào tinh quân miếu thì tất cả mọi người chỉ có một con đường chết hiện tại tất cả mọi người đều hãy bình tĩnh người nào có tinh khải thì hãy mặc tinh khải vào những ai không có tinh khải thì hãy đi theo sự chỉ dẫn của huyền quang tiễn đi tới chỗ tránh nạn nếu như chẳng may xác thuyền bị đánh tan thì vô cùng có khả năng nơi này sẽ rơi vào trạng thái chân không toàn bộ những khải sư biết chiến đấu trong chân không liền theo nguyên tắc gần đây, tất cả hắn đi đến bong tàu số 1, số 4 cùng số 6, kết hợp với đội hộ vệ của tinh quân miếu chúng ta đẩy lui đám thâu tinh này. ầm uhm. Ngay sau khi đạo âm thanh này vang lên, bên trong tinh quân miếu lại dấy lên một trận địa chấn, khung thuyền bằng sắt thép trên đầu mọi người liền truyền ra hàng loạt tiếng gãy vỡ, ngay cả mười mấy ống tuyết cũng nhịn không được, ầm uhm ầm uhm đổ xuống. Lúc này, con người Lý Diệu đột nhiên co rút lại thành hai mũi kim trong nháy mắt toàn bộ bắp thịt quanh thân hắn liền co rúng lại hoặc nhìn qua giống như cả người hắn đã thu nhỏ lại một vòng tuy nhiên y phục trên người hắn lại như được gió thổi thổi phòng phát ra từng đạo âm thanh rách nát đột nhiên có hai đạo âm thanh nổ vang truyền ra mặt ngoài của giày công tác bằng kim loại lý diệu mang theo trên chân không có gì thay đổi nhưng đáy giày làm bằng cao su cường hóa lại nổ thành bột phấn ống quần rộng rãi trên bắp chân cũng bị xé rách thành từng sợi vải rách đột nhiên thân hình lý diệu hóa thành một vệt sáng hướng về phía ống tuyết đang đổ xuống kia lao đi như một đạo thiểm điện bạch cánh tay lý diệu biến ảo thành mười mấy đạo tàn ảnh giống như từng đạo roi da cuốn mười bốn đạo ống tuyết vào lòng bàn tay chỉ còn dư lại một cái cuối cùng rơi xuống chỗ không người phát ra một đạo tiếng vang thật lớn tuy rằng căn ống tuyết này không rơi trúng ai nhưng lại dọa sợ không ít người bình thường đám người vừa có chút bình tĩnh lại rối loạn hẳn lên có không ít lão nhân cùng hài động bị đám đông xô đẩy thiết chút nữa liền ngã lên mặt đất, cách đó không xa dường như có tiếng khóc bất lực của bé gái truyền đến. Trăng rắc. Trong tay Lý Diệu nắm mấy cây ống tuyết này, trong nháy mắt bị hắn nắm ra những dấu tay vô cùng rõ ràng và sắc sảo. Trên mặt Lý Diệu không hiện ra chút cảm xúc nào, nhưng đáy mắt hắn lại phóng ra từng tia nộ hỏa. Mắt hắn hơi híp lại, tập trung toàn bộ tinh thần quan sát tình hình của trận chiến. Lúc này ở trong tinh không đột nhiên xuất hiện một chiếc tinh hạm có độ dài vượt qua ngàn mét, ngoại hình bô cùng giống như một ngạc ngư, trên lưng ngạc ngư trải rộng từng bể pháo to lớn đang cuồn cuộn không ngừng phun ra những chùm linh quang chói mắt bắn về phía tình quân miếu. Chỉ có điều, cường độ phòng ngự của tinh quân miếu rõ ràng lại vượt qua dự liệu của đám thâu tinh này. Vòng tròn phòng ngự nhanh chóng xoay tròn, tấm trắng linh năng hấp thu hết toàn bộ năng lượng của những đạo công kích này mà dưới sự ảnh hưởng của trọng lực tràn trong hệ thống phòng ngự cũng khiến cho tất cả những công kích thực thể đều lệch khỏi phương hướng ban đầu, từng viên đạn pháo gào thét sượt qua thân hạm của tinh quân miếu, bắn về phía tinh hải vô tận. Chỉ chốc lát sau, đám thâu tinh liền hạ thấp tiết tấu tấn công mạnh mẽ, từ bụng chiến hạm phun ra lượng lớn tinh khải, nỗ lực đột nhập vào trong tinh quân miếu. Trong giây lát, đội hộ vệ của tinh quân miếu cũng lập tức bay lên tinh không, mấy trăm tên khải sư quấn quít lấy nhau, lao về phía tinh hải lạnh lẽo, từng đạo gợn sóng linh năng giống như hồng thủy tràn ra, điên cuồng khoái động. Trên nhân số thì những thâu tinh này cũng không hề chiếm ưu thế. Ở mảnh sơn cùng thủy tận này tuy không được các tông phái tu chân che chở những hầu như tất cả đàn ông ở nơi này đều sẽ điều khiển từng kiện tinh khải, tiến hành giao chiến đơn giản. Có điều, nói cho cùng thì cư dân tại nơi này cũng do người bình thường chiếm đa số, ngay cả bên trong đội hộ vệ của Tinh Quân Miếu cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay vài tên luyện khí kỳ tu sĩ, nhưng đa phần trong số những tu chân giả này đều đã có tuổi, hoặc là thân chịu trong thương nên mới về quê nhà dưỡng lão. Thâu tinh đều là những kẻ liều mạng, cùng hung cực ác, không ít người trong số chúng đều có tu vi luyện khí hậu kỳ, thậm chí là trúc cơ tu sĩ. Những thâu tinh này đều có được kinh nghiệm chém giết phong phú, trên thân lại được trang bị tinh khải chiến đấu đầy đủ vô cùng đầy đủ. Đối với đám thâu tinh này mà nói, chiến đấu với những tuyển thủ nghiệp dư này cũng dễ dàng giống như là ăn cơm uống nước. Đội hộ về tinh quân miếu chỉ có thể dựa vào vòng phòng ngự mạnh mẽ khổ sở chống đỡ, cố gắng kéo dài thời gian. Tuy nhiên nhìn vào tình hình này thì ai cũng hiểu được, việc vòng phòng ngự bị công phá chỉ còn là vấn đề thời gian. Lúc này, trên mặt Lý Diệu lại hiện ra một tia nghi hoặc, mắt hắn nheo lại, cẩn thận phân tích ngạt ngư chiến hạm phía trên. Trên hạm thủ của chiếc chiến hạm này có khắc ba chữ lớn như đang dương nanh múa vuốt, phong vũ ngục. Ngay lập tức Lý Diệu liền nhanh chóng kiểm tra tất cả những tin tức mới nhất mà hắn đã sưu tập được. Phong vũ ngục là thâu tin đoàn cỡ lớn xếp thứ 20 tại phi tinh giới, hành động của chúng vô cùng quỷ quyệt, tác phong tàn nhẫn, tiếng xấu đồn xa. Thủ lĩnh phong vũ trọng của phong vũ ngục chính là một cường giả kim đan, kẻ này làm người cực kỳ nhạy bén, thiên thánh minh đã từng tổ chức vây quét nhiều lần đối với phong vũ ngục, thậm chí còn điều động cả một tên tu sĩ có tu vi kim đang đỉnh phong tham gia vài hành động vây quét chúng mỗi một lần gặp phải thiên thánh minh vây quét phong vũ ngục đều toàn quân bị diệt nhưng phong vũ trọng vẫn luôn chạy thoát không tốn thời gian dài hắn liền triệu tập được một nhóm nhân mã đông sơn tái khởi thanh thế của phong vũ ngục càng ngày càng hùng vĩ thủ đoạn càng lúc càng tàn bạo chắc hẳn sau khi đám người của tinh quân miếu nhìn thấy ba chữ phong vũ ngục này nên lập tức liền không chút do dự mà tích cực triển khai phòng ngự căn bản không có dự định đầu hàng. Kỳ quái, thâu tin đoàn đứng thứ 20 phi tinh giới lại đến loại thâm sơn cùng cốc này làm gì? Cẩn thận nghiên cứu màn sáng, Lý Diệu chợt trở nên đâm chiêu. Hắn phát hiện tuy rằng thế tới của ngạc ngư chiến hạm phong vũ ngục rất hung hăng, nhưng trên chiến hạm lại có rất nhiều nơi lộ ra vết thương, thậm chí có vài tòa cự pháo đã bị đánh nổ, từng luồng quan diễm phía sau đều đứt quãng, chợt lóe chợt tắt, đây chắc hẳn là do động lực phù trận xuất hiện vấn đề lớn. Quan sát kỹ thì đám thâu tinh đang chém giết trong tinh không cũng khá là ngu ngốc cùng nôn nóng, dường như đám người này đang thiếu hụt linh năng cùng đạn dược, viễn trình công kích được sử dụng rất hạn chế, tất cả đều lấy thiếp thân cận chiến làm chủ. Tuy nói, tinh quân miếu bên này giống như là thịt trên thất cổ. Nhưng đám thâu tinh của phong vũ ngục lại đang vung vẩy một chiếc đao cùng, tuy có thể chém vào bên trong thịt nhưng muốn thuận lợi băm thịt ra thành nhân bánh thì lại phải phí rất nhiều khí lực. Bọn họ vừa trải qua một hồi ác chiến, sắp hết đạn dược cùng lương thực. Dựa vào tình hình trước mắt, Lý Diệu liền đưa ra kết luận. Bên phía tinh quân miếu chỉ là người bình thường cùng tu sĩ cấp thấp tạo thành quân đội không chính quy, nói cách khác, bọn họ là những nông dân mặt khôi giáp. Theo Lý mà nói, lấy thủ đoạn thiết huyết của phong vũ ngục, coi như là bị vòng phòng ngự ảnh hưởng thì cũng có thể dễ dàng giải quyết chiến đấu mới đúng, không thể nào tiến hành dằn co lâu như vậy được. Lão đại của phong vũ ngục, Kim Đăng Cường giả phong vũ trọng, hoặc là không ở trên chiếc chiến hạm này, hoặc là đã bị thương nghiêm trọng đến nỗi căn bản không thể đứng lên được, bằng không dựa vào tu vi kết đan kỳ của hắn thì sợ rằng chỉ cần một tay một chân hắn cũng có thể nghênh ngang đột phá tuyến phòng ngự này. Phi tinh giới nhưng thật là không biết điều, đường đường là tu chân giả không những không bảo hộ người bình thường mà lại hóa thân thành những thâu tin này trắng trợn tiến hành cướp bóc cùng giết hại người bình thường này. Lý Diệu nghĩ lại những thông tin về những thâu tin đoàn trong cửa hàng tin tức, thông tin về phong vũ ngục này quả thực là loan lỗ việc ác, đầy rẫy tội ác. Trong đáy mắt Lý Diệu chợt phóng ra quan mang còn sắc bén hơn băng trùy, thân thể hắn lập tức lao về phía bông tàu số 1. Lúc này, bông tàu số 1 đã hỏng. Không có sự che chở cùng chỉ đạo của tông phái tu chân, những người bình thường cùng tán tu cấp thấp này chỉ là năm bè bảy mảng, hoàn toàn dựa vào dũng khí, sau khi hét to một tiếng liền mặt tinh khải vào, lao thẳng về phía tinh hải. Chứng kiến một màn này, Lý Diệu không khỏi nhếch miệng. Nếu như số hóa những hạng năng lực của hắn để tính toán thì sức chiến đấu của hắn là 60, còn năng lực chỉ huy lại gần như như bằng không, căn bản không thể tiến hành chỉ huy cùng tổ chức đám quân lính tản mạng này. Thở dài một tiếng, Lý Diệu chỉ có thể lấy nham binh ra, thả người nhảy một cái, nhằm về phía tinh không lao đi. Có điều hắn cũng không giống như những người khác, không gào thét mà lao vào chiến đoàn chém giết hắn bình tĩnh quan sát chiến trường liền phát hiện ra vài tên thâu tinh có thủ đoạn vô cùng sắc bén, nhìn dáng dấp thì ít nhất những người này đều có trình độ trúc cơ kỳ. Tuy rằng Lý Diệu có thể đối phó hai, ba người trong đó, nhưng nếu như bị ba, năm tên vây công thì hắn sẽ bị chúng dây dưa, kéo chậm bước tiến lại. Mà hạm pháo trên ngạc ngư chiến hạm của đối phương cũng không phải là ngồi không, coi như công kích của những hạm pháo này không công phá được vòng phòng ngự của tinh quân miếu nhưng nếu muốn đánh nổ hắn thì vẫn là một chuyện vô cùng dễ dàng. Lý Diệu, tình huống hiện tại thế nào, ta nhận thấy ở một vùng trên tinh quân miếu truyền đến từng đạo gần sóng linh năng phi thường mạnh mẽ, có cần chúng ta tiến tới hay không? Trong tần số truyền tin truyền đến âm thanh lo lắng của Mạc Huyền. Không cần. Lý Diệu trầm ngâm chốc lát liền mở miệng nói. Chúng ta đang tạo ngộ công kích của thâu tinh, đối phương có một chiếc chiến hạm với hỏa lực mạnh mẽ, hỏa hoa hào là thám hiểm hạm nhiều chức năng, hiện tại ta mới chỉ chữa trị được vài phó pháo mà thôi, nếu như lấy ra đối công thì cũng không chiếm được lợi lộc gì hiện tại cục diện rất hỗn loạn ta không biết đối phương là có còn tiếp viện hay không hỏa hoa hào ngàn vạn lần không thể bại lộ các ngươi tiếp tục ngụy trang phiêu lưu duy trì hệ thống thông tin linh năng ở trạng thái tĩnh lặng đợi đến thời điểm an toàn thì ta sẽ chủ động thông báo còn chiếc chiến hạm này để ta giải quyết nó từ trước tới nay lý diệu rất ít khi chiến đấu trong chân không từ lâu hắn đã quen thuộc hoàn cảnh tác chiến chịu sự ràng buộc của trọng lực ở khắp nơi lý diệu một bên chậm rãi vận chuyển động lực phù trận một bên bình tĩnh quan sát suy nghĩ kế hoạch tác chiến lại một lần đừng nói là đài nham binh này coi như là ta mặc huyền cốt chiến khải thì cũng rất khó có thể đánh tan ngạc ngư chiến hạm từ bên ngoài vẫn là phải nghĩ biện pháp lẻn vào trong làm sao bây giờ tuy rằng vỏ ngoài của ngạc ngư chiến hạm đã thủng trăm ngàn lỗ nhưng hiển nhiên đám thâu tinh trên chiến hạm cũng nhận ra được điểm này nên tất cả những nơi tổn hại này đều được súng phòng không chăm sóc một khi có kẻ địch tới gần thì sẽ gặp phải hỏa lực dày đặc công kích dù cho có thể xuyên thấu qua tầng công kích này thì ta vẫn sẽ bị kẻ địch bên trong chiến hạm phát hiện việc tìm hành sẽ hoàn toàn mất đi ý nghĩa đến cùng là ta phải bắt đầu từ nơi nào mới có thể thần không biết quỷ không hay mà lẻn vào trong ngạc ngư chiến hạm đây đáy mắt lý diệu như có tinh mang nhanh chóng rung động lực tính toán tăng lên đến cực hạn, hắn đang chìm trong việc khổ sở suy nghĩ đối sách lại tình cờ quan sát được một khá hiện tượng là kỳ quái, nhất thời ánh mắt hắn liền sáng lên. Phần sau của ngạc ngư chiến hạm tổng cộng có 10 đạo cửa khẩu dân trào lên 10 đạo hỏa diễm cực nóng, đây chính là địa phương cung cấp động lực cuồn cuộn không ngừng cho chiến hạm. Nhưng mà, bởi vì chiến hạm gặp phải tổn thương nghiêm trọng nên quan diễm phun ra từ bốn cửa khẩu trong đó lại liên tục đứt quãng trong đó có một của khẩu mỗi 19 giây mới sẽ phun trào một lần, mỗi một lần phun trào đều kéo dài 5 giây. Theo như Lý Diệu bước đầu phỏng đoán thì mỗi một đạo cửa khẩu đều có một cái đường ống với đường kính vượt qua 3 mét. Dường như có thể lợi dụng cái này. Tuy rằng trước đây Lý Diệu chưa từng nhìn thấy tạo hình của loại chiến hạm này, thế nhưng tất cả các loại hệ thống động lực đặt ở phần sau của tinh thạch chiến hạm đều có cấu tạo bên trong đại khái giống nhau đường ống phun ra linh diễm vẫn sẽ kéo dài tới dưới đáy khoang động lực ở phía sau chiến hạm mà bởi vì mục đích hạ nhiệt bên cạnh đó còn có thể có thêm lượng lớn khe hở thậm chí có vài tòa hàng trì bên trong chưa đầy dung dịch làm lạnh đặc thù cho dù trong khoang động lực có rất nhiều người nhưng nếu như hàng trì này không xuất hiện trục trặc thì sẽ có rất ít người trông coi chính là chỗ này phong vũ ngục không có lý do gì xuất hiện ở loại thâm sơn cùng cốc này lại vội vã không nhịn nổi phát động tiến công với một thành trấn càng cỗi không chút màu mỡ này nhưng trải qua một khoảng thời gian lại không thể công phá nổi tầng phòng tuyến này đối với đám thấu tinh này mà nói thì đây thực là vô cùng nhục nhã nếu như bọn họ còn có dư lực khẳng định thì ngay từ sớm đã toàn lực phá hủy tầng phòng ngự của tinh quân miếu vì lẽ đó phần lớn thực lực của phong vũ ngục đã hiện ra ở trên chiến trường tuyệt đối số lượng cao thủ trong chiến hạm sẽ không quá nhiều Tất cả những thứ được ánh mắt Lý Diệu chiếu tới đều hóa thành những bóng ảnh nửa trong suốt, sau đó lại dần dần hóa thành ngàn tỷ con số trong não vực của hắn. Lý Diệu đang điên cùng tính toán khoảng cách, tốc độ cùng góc độ. Giây lát sau, hắn liền vung vẩy bốn cánh tay của nham binh, vụng về dết vào trong chiến đoàn. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Thoạt nhìn, Lý Diệu giống như một người mới lần đầu tham gia vào chiến trường, bởi vì gặp phải chém giết huyết tinh trên chiến trường liền lâm vào sự thất kinh, sự không chế với động lực phù trận liền rối tinh rối mù, giống như một con cua đang khua tay múa chân, siêu siêu vẹo vẹo đánh về phía một tên thâu tinh. Tên thâu tinh này mặc một kiện tinh khải màu đỏ rực trên thân, giống như một con tôm hùng, phía trước hai tay hắn duỗi ra hai gọng kìm lớn, đang truyền đấu cùng hai tên khải sự của tinh quân miếu. Dường như lúc này hắn không hề chú ý tới Lý Diệu đang tiến về phía mình. Mãi đến tận khi Lý Diệu xuất hiện ở sau lưng của hắn, tên thâu tinh này mới đột nhiên xoay người lại đá ra một cước như phong bạo sen lẫn linh năng nổ tung, một cước này liền đánh vào giữa ngực Lý Diệu. Trong nháy mắt, lòng bàn chân hắn liền bắn ra mười mấy đạo công kích chấn động cao tầng đâm vào ngực Lý Diệu. Nhất thời, ngực giáp trên nham binh liền chia năm xẻ bảy, thân thể Lý Diệu giống như một viên đạn pháo mạnh mẽ bắn ra. Sau một hồi giải dụa, thân thể Lý Diệu liền từ từ cứng ngắc xuống, bất động nếu như có một tên thâu tinh nào khác nhìn thấy một màn này thì hắn sẽ cho rằng đây là một tên nhà quê ngu xuẩn muốn đánh lén một tên tội phạm có kinh nghiệm phong phú từ phía sau lưng nhưng hắn lại bị tên tội phạm kia phát hiện từ sớm lại không chút biến sắc bố trí cạm bẫy đánh ra một đòn trí mạng từ một cước giống như phong bạo vừa nhanh vừa mạnh xen lẫn lưu quan chói mắt này tới xem thực lực của tên tội phạm này ít phải đạt tới luyện khí hậu kỳ tuyệt đối không phải một tên nhà quê mặt nham binh trên người có thể chống lại từng đóa tử vong chi hoa nở rộ trên chiến trường bao trùm cả tên thâu tinh này ở trong không có người tiến tới xem xét kiện nham binh bị nổ ngực giáp trên tên nhà quê này dù chỉ một chút bên trong kiện nham binh bị phá nát trên miệng lý diệu hiện lên một nụ cười tàn nhẫn trải qua muôn vàng thử thách thể phách hắn đã cứng rắn tới trình độ giống như quái vật đạo trọng kích của tên tu sĩ luyện khí kỳ này ngoại trừ khiến tim hắn thoáng gia tốc lên một chút thì hoàn toàn không gây ra nửa điểm thương tổn nào cho lý diệu Lúc này, Lý Diệu giống như là một con rắn độc đang ngủ đông, tay chân hắn không hề nhúc nhích, thân thể hắn cứ lẳng lặng trôi nổi trong tinh hải. Trên gáy hắn bốc lên lượng lớn nhiệt khí, những mồ hôi còn chưa thẩm thấu ra liền bị bốc hơi lên. Bằng vào lực tính toán giống như bảo táp, hắn đã đưa ra được kết quả, toàn bộ quỹ tích hành động của ngạc ngư chiến hạm, phương hướng thân thể di động cùng với những nhân tố có thể ảnh hưởng đến quỹ tích di chuyển của bản thân đều biến thành ngàn vạn đạo quan tuyến nhằm nhịp hiện lên trước mắt hắn. Xoạt. Xoạt. Lý Diệu điều tiết động lực phù trận đến trình độ yếu ớt nhất, chỉ có làm điều chỉnh thân thể đến một góc độ ra ngoài tầm mắt của tất cả mọi người thì hắn mới tình cờ phun ra một đạo lưu quan cực kỳ ảm đạm, tiến hành điều chỉnh phương hướng một cách vi điều. Thỉnh thoảng hắn cũng sẽ di chuyển vào trong phạm vi chiến đấu của các khải sư, hoặc là tiến vào một đám tinh khải bị xé thành mảnh vỡ. Sau đó lại điều chỉnh phương hướng một lần nữa. Ở trên chiến trường, những thi thể cùng hài cốt đang ở trong trạng thái trôi nổi bất định như hắn lại có rất nhiều. Nhưng lại không có ai chú ý tới, sau nhiều lần va chạm, thân thể hắn đã từ từ tiến về phía sau ngạc ngư chiến hạm. 500 mét cuối cùng. Lý Diệu nhìn chầm chầm những đạo cửa khẩu phun ra quan diễm chói mắt phía sau ngạc ngư chiến hạm. Nhìn những đạo quan diễm đỏ thẫm giống như núi lửa đang bạo phát này liền hơi nhíu mày, nuốt vào một ngụm nước bọt. Hắn biết, Muốn khởi động một chiếc tinh thạch chiến hạm dài ngàn mét thì quy mô của động lực phù trận trên chiến hạm này quả thực là lớn đến đáng sợ. Từng đạo vĩ diễm kia có nhiệt độ cao đến đáng sợ, hơn nữa trong đó lại xen lẫn lượng lớn linh năng cuồng bạo. Trên nham binh phát ra cảnh báo về hoàn cảnh nhiệt độ cao, loại công trình tinh khải này căn bản không thể chống đỡ được nhiệt độ cao của vĩ diễm, mặc dù chỉ là tới gần nhưng cũng có một ít pháp bảo đơn nguyên không được phong kín cũng bắt đầu hòa tan. 300 mét cuối cùng Lúc này, Lý Diệu như đang đặt mình vào trong lò nung. Tóc gáy hắn cuộn lại, miệng khô lưỡi khô. Trên màn sáng điều khiển nham binh, tính năng tham số của không ít pháp bảo đơn nguyên đều hạ xuống đáy vực, nằm ở trong tình huống mất đi khống chế. Lý Diệu vẫn cắn răng kiên trì, lao về phía vĩ diễm. 100 mét cuối cùng. Nếu như hắn tiến tục di chuyển theo quỹ tích hiện tại thì chỉ 3 giây sau hắn sẽ bị đạo vĩ diễm to lớn kia quét trúng, thân thể hắn sẽ triệt để hóa thành hư vô. Đây chính là 100 mét mấu chốt nhất. Trong khoảnh khắc đạo vĩ diễm kia quét tới, Lý Diệu liền bộc phát, thân thể hắn giống như bị thiểm điện bắn trúng, toàn bộ động lực phù trận quanh thân hắn điên cuồng khởi động, phát ra quang mang lóng lánh. Nham binh lấy tốc độ như xé rách tinh không trong nháy mắt da tốc lên, hiểm hiểm sượt qua người hắn. Lúc này Lý Diệu đã đi tới một đạo cửa khẩu phun ra vĩ diễm đức quảng đầu tiên. Cho dù tại thời điểm này trên chiến trường có người chú ý tới tình hình bên này thì tầm mắt của người đó cũng sẽ bị vĩ diễm bao phủ, sẽ không có ai chú ý tới ở dưới đạo quan diễm giống như núi lửa bạo phát kia lại có một đài tinh khải đang bắn ra nhanh như một đạo kinh hồng. Cho dù phát hiện ra một cảnh này thì bọn họ chỉ có thể cho rằng kiện nham binh này bất hạnh bị vĩ diễm quét trúng, đã bị hòa tan một cách triệt để. Hỗn hển, Hỗn hển, Hỗn hển. Lý Diệu liên tục thở dốc, Pháp bảo đơn nguyên cung cấp không khí cho nham binh đã bị nhiệt độ cao phá hoại. Từng luồng không khí hít vào trong mũi đều nóng rực như dung nham, khiến cho Lý Diệu không nhịn được mà than nhẹ một tiếng. Tiếp theo chính là một bước khó khăn nhất. Lý Diệu đang đứng ở phía dưới đạo cửa khẩu mà phải mất 19 giây mới có thể phun ra quan diễm một lần, vì lẽ đó nhiệt độ của nơi này hơi thấp một chút. Có điều, tuy rằng nhiệt độ nơi này thấp hơn chu vi xung quanh nhưng cũng cao tới hơn 1.000 độ. Hô! đột nhiên một đạo quan diễm cực kỳ đồ sộ phun trào ra giống như là một đạo thái dương quan tiễn bắn ra từ mặt trời trong khoảnh khắc lý diệu liền cắn chặt răng thân thể hắn lập tức thoát ra khỏi nham binh giờ khắc này hắn chỉ cách tầng không khí nóng hơn một nghìn độ này một tầng giới tử trang phục chiến đấu mỏng manh trong một sát na lý diệu liền bị tổn thương da hắn bị nứt ra nhãn cầu trở nên đỏ chót bạch trong nháy mắt tiếp theo trên người hắn liền xuất hiện một bộ tinh khải quỷ dị màu đen trên khe hở của áo giáp có từng đạo lưu quan màu đỏ chậm rãi chảy xuôi một ít vị trí then chốt lại âm thầm tỏa ra ánh bạc nội liễm lý diệu đã mặc huyền cốt chiến khải lên người tuy rằng ở trong tình cảnh nhiệt độ cao hơn nghìn độ nhưng trải qua sự cường hóa của huyết nhục hài cốt long ma cùng mảnh vỡ các pháp bảo thượng cổ thì huyền cốt chiến khải trên người lý diệu cũng không phải là không thể chịu đựng lý diệu như hắc sắc u linh chịu đựng nhiệt độ cao, nằm rạp ở trên đạo cửa khẩu đầu tiên phun ra quan diễm này. Sắp phải triển khai một hành động vô cùng điên cuồng khiến tim lý diệu đập nhanh hơn, huyết dịch trong thân thể hắn như muốn tuôn trào ra. Hô! Sau khi đạo vĩ diễm vô cùng sáng lạng kia được phun ra một lần nữa, ngay khi quan diễm còn chưa hoàn toàn phun hết, lý diệu liền gầm nhẹ một tiếng, thân thể hắn chợt hóa thành một đạo hắc sắc lưu quang vọt vào trong đạo cửa khẩu này. Thời gian 19 giây đếm ngược, bắt đầu nhiệt độ cao tới mấy ngàn độ. Ngay cả Huyền Cốt Chiến Khải cũng không thể hoàn toàn chống đối lại nhiệt độ cao. Nhãn cầu lý diệu đã hoàn toàn bị đốt thành màu đỏ sẫm, chỉ dùng một giây đồng hồ, hắn liền di chuyển được gần 30 mét, xâm nhập vào trong thân ngạc ngư chiến hạm. Đường kính của những đường ống càng ngày càng chật hẹp, lại bị chia ra thành vài cái phương hướng khác nhau, không cách nào tiếp tục tiến lên. Bạch. Trong nháy mắt, tử điện thanh minh trảo trên tay trái Huyền Cốt Chiến Khải liên bắn ra đầu ngón tay hắn hợp lại, hình thành một mũi khoan, cao tốc xoay tròn lên. Hồ quang màu tím cùng minh hỏa màu xanh cuồn cuộn không ngừng tuôn ra, hình thành một đạo huyền quang hình xoắn ốc đang điên cuồng xoay tròn bên ngoài mũi khoan. Huyền quang mũi khoan Sau khi chiến một trận cũng hài cốt long ma, Lý Diệu có cảm hứng mạnh mẽ với mũi khoan huyền quang của hỏa hoa hào. Trong hơn một tháng ở cùng đám người mạc huyền, Lý Diệu đã thâm nhập nghiên cứu các phù trận cùng thần thông sử dụng huyền quang mũi khoang hắn đã bước đầu phân tích ra tác dụng của hơn 300 phụ trận hoàn toàn mới cùng với kết cấu linh năng tuần hoàn rắc rối phức tạp, đồng thời những thần thông này đều được hắn ứng dụng vào việc cải tạo tử điện thanh minh trảo. Hiện giờ, phía trước cánh tay của huyền cốt chiến khải, do năm nhánh ngân sắc hài cốt trường hà cùng từng mảnh pháp bảo thượng cổ cường hóa tạo thành trảo nhận, một khi mở ra, liền biến thành tử điện thanh minh trảo nham hiểm tàn nhẫn, một khi khép lại và cao tốc xoay tròn, liền có thể tự động kích phát ra linh năng mạnh mẽ biến thành một mũi khoan huyền quang loại nhỏ không gì không xuyên thủng. Như thế vẫn chưa đủ. Lý Diệu biết, loại vật liệu dùng để chế tạo ra đường ống phun ra quang diễm nà vì mục đích chống đỡ nhiệt độ cao tới mấy ngàn độ thì cường độ của nó nhất định là vô cùng cao, mặc dù Lý Diệu dùng mũi khoan huyền quang, cũng chưa chắc có thể dùng mấy giây thời gian phá hủy đường ống này. Bạch Tay phải Lý Diệu chợt động, trong khoảnh khắc có mấy quả bom tinh thạch hình trụ liền được gắn lên thạch bích của đường ống giây lát sau chợt có tiếng đổ vang nhẹ nhàng truyền ra nhất thời một tầng thạch bích này liền biến thành u lan sắc nhiệt độ trên đó kịch liệt giảm xuống đây chính là băng phong bom có uy lực mạnh nhất được khai quật trong u minh băng ngục của thiên nguyên giới thời điểm lý diệu đi tới hài cốt long tinh thám hiểm hắn đã tiến hành võ trang rất đầy đủ lý diệu thân là một tên cùng nhân về bom đương nhiên không thể không mang theo hàng trăm hàng ngàn quả bom được chỉ là lúc hắn tiến lên hài cốt long tinh cũng không có sử dụng đến mà lại được hắn sử dụng ở nơi này. Vật liệu dùng để luyện chế thạch bích này có được năng lực kháng nhiệt độ cao cực cường, nhưng khi được thiết kế lại không có tính đến việc gặp phải hoàn cảnh nhiệt độ giảm xuống vô cùng thấp. Dưới sự ảnh hưởng của việc nhiệt độ bị thay đổi đột ngột, nhất thời tầng thạch bích này liền trở nên yếu đuối không ít. Lúc này, thời gian đã qua 5 giây. Lý Diệu chợt riết gào một tiếng, mũi khoan huyền quang liền mạnh mẽ oanh kích lên thạch bích phía trước. Một giây, hai giây, 3 giây Khoảng cách lần quan diễm phun trào tiếp theo càng ngày càng gần Tâm thần của Lý Diệu hết sức chăm chú Con người hắn như động lại Hồn nhiên không có suy nghĩ qua vấn đề thời gian không kịp Thần hồn hắn thiêu đốt đến cực hạn Trên mũi khoan huyền quang phóng ra vạn đạo lưu quang, Không ngừng xung kích, xung kích, xung kích Rốt cục, tầng thạch bích này cũng nhịn không được nữa Liền bị mũi khoan huyền quang nổ ra một cái lỗ to lung Lý Diệu liều lĩnh, xông vào Nơi này là một mảnh không gian to lớn trống rỗng, ở giữa vô số đường ống lập thể đứng sừng sững giống như rừng rậm, các loại đường ống líp nha líp nhít, nhằn nhịp trải rộng khắp nơi. Từng trận cuồng phong gào thét, không ngừng thổi dưới các đường ống kim loại, mang theo phần lớn nhiệt lượng. Nơi này là hàng phong thất. Hóa ra loại tinh thạch chiến hạm này chọn dùng hệ thống hàng phong, chu vi xung quanh toàn bộ hệ thống động lực được đặt một vòng phù trận phong hệ cỡ lớn, dường như còn có một chút băng phong phù trận, thổi ra từng trận lãnh phong, dùng để gạ nhiệt độ của động lực phù trận cùng các đường ống. Lý Diệu chợt lâm vào suy tư nhưng tay chân của hắn lại không dừng. Lúc này hắn như biến thành một con viên hầu to lớn liên tục di chuyển trong các đường ống, liều lĩnh chạy về nơi sâu trong những đường ống chằng chịt này, khoảng cách giữa hắn cũng đường ống bị hắn xuyên phá càng ngày càng xa. ầm Rốt cục, quan diễm cũng lại dâng trào ra một lần nữa, một phần quan diễm lập tức theo lỗ thủng vọt vào bên trong đường ống, giống như một con hỏa diễm cự thú đang dương nanh múa vuốt. Nhưng từ lâu Lý Diệu đã chạy trốn ra khỏi phạm vi tàn phá của quan diễm, chạy trốn tới một góc trong hàng phong thất. Trong bóng tối, ánh mắt Lý Diệu nhìn chầm chầm lên những đường ống rắc rối, phức tạp giống như rừng rậm trên đỉnh đầu, căn cứ vào cách phân bố cùng hướng đi của đường ống hắn liền bình tĩnh phân tích bố cục đại thể cùng vị trí của khoang động lực phía sau chiến hạm. Từ hướng đi của những đường ống này mà xem xét, hẳn là khoang động lực nằm ở góc bên trái, mà vị trí phía dưới bên phải là khu vực không người có độ khả thi lớn nhất lý diệu tìm tòi từng tấm thép lạnh lẽo khóe miệng hắn khẽ mỉm cười mũi khoan huyền quang lại một lần ngưng tụ trên tay hắn mười phút sau phía sau tinh thạch chiến hạm tại một chỗ của hàng trì mà không người trông giữ phía dưới tấm che dùng để rót dung dịch làm lạnh vào truyền đến một đạo âm thanh kẹt 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 tiếp theo lại liên tiếp có hỏa tinh tỉ mỹ bắn ra từ trong khe hở giữa tấm che cùng hàng trì trong khoảnh khắc tấm che từ từ mở ra có một đạo hắc sắc u linh từ trong hàng trì chậm rãi hiện lên lúc này lý diệu đã thần không biết quỷ không hay đột nhập vào trong hạm bộ của phong vũ ngục trong lối giữa tối tăm hẹp hòi sau chiến hạm thoạt nhìn có vẻ chiếc chiến hạm này đã trải qua một hồi đại chiến kéo dài dằn dặc nội bộ tan tành khắp nơi đều là khe nứt từng tầng bong bóng chấp va được tăng cường đóng lên trên khoang thuyền bị tàn phá giống như là một tòa mê cung đang chéo nhau vô cùng phức tạp lại giống như bị người khổng lồ đập nát. Từ trong khe hở hẹp hòi giữa cốt thép cùng các ống dẫn, Lý Diệu giống như một con mãng xà đói khác vừa tỉnh dậy từ một giấc ngủ đông, im hơi lặng tiếng đi lại, dọc theo những khe nứt hẹp hòi nhất, băng qua từng cái khoang thuyền. Thỉnh thoảng cũng có vài tên thâu tinh vội vội vàng vàng đi qua lối đi bên dưới hắn nhưng Lý Diệu cũng không có hành động, chẳng qua là lặng lặng lắng nghe lời bọn họ nói với nhau. Từ trong cuộc nói chuyện của đám thâu tinh này, lý diệu phát hiện ra chiếc chiến hạm này đang rơi vào tình trạng vô cùng nguy cấp khắp nơi trong tinh hạm đều bị tổn thương nghiêm trọng khắp nơi đều có khả năng phát nổ linh năng trong tinh hạm cũng gần như khô cạn phần lớn nhân viên chiến đấu đều đã đi ra ngoài tiến hành tấn công tinh quân miếu chỉ công lại đại bộ phận nhân viên điều khiển cùng nhân viên bảo trì ở lại trên tinh hạm cuối cùng ở trong lối đi trước mặt lại có một gã thâu tinh đang điên cuồng chạy tới mà lúc này thần niệm của Lý Diệu lại không hề phát hiện ra tiếng tim đập thứ ba trong chu vi 10 mét xung quanh, trong khoảnh khắc hắn liền động. Trong khoảnh khắc, Lý Diệu như quái mãn bạo khởi, thân thể gắn giống như một đạo thiển điện từ khe hở của ống dẫn bắn ra, hai chân hắn nhẹ nhàng đạp lên vách tường, trong nháy mắt liền xuất hiện ở trước mặt tên thâu tinh này, hai tay hắn chợt hóa thành hai chiếc roi da mạnh mẽ xẹt qua không khí, phát ra hai đạo tiếng vang. Tên thâu tinh này còn chưa kịp phản ứng thì hai xương bả vai của hắn đã bạo liệt thành các miệng. Trong khoảnh khắc, cảm giác đau đớn còn chưa truyền vào đại não, nhất thời trong mắt tên thâu tinh này vẫn lưu chuyển một chút mê mang, Lý Diệu liền ôm lấy cổ hắn, đánh ra hổ xúc kích, hung tàn tới cực điểm, giới tử trang phục chiến đấu trên người tên thâu tinh này căn bản không có nửa điểm tác dụng, lục phủ ngũ tạng của hắn lập tức vỡ vụn. Từng thanh xương sườn bị bẻ gãy, gai xương bén nhọn gai xương hiểm hiểm sượt qua trái tim hắn cuối cùng tên thâu tinh này cũng cảm nhận được khổ sở sống không bằng chết nhưng miệng hắn lại bị lý diệu che kín lại dưới cổ lực lượng to lớn của hắn hàm răng của đối phương liền bị ép tới phát ra từng đạo âm thanh ghê người giống như quái mãn siết chặt con mồi lúc này tên thâu tinh không thể động đậy này được lý diệu lôi kéo tới trong một khoang công cụ từ sớm đã được hắn nhìn trúng thuận tay bỏ thêm một đạo cách âm trên cửa lúc này hắn mới ném tên thâu tinh kia vào trong góc phòng trong nháy mắt động tác của tên thâu tinh kia liền loạn lên hắn đau tới miệng phun bọt mép nhưng ngay cả sức gào thét cũng không có con người hắn chợt loạn chuyển đồng tử hắn liền đảo ánh bộ tinh khải toàn thân đen nhánh cùng những linh văn đỏ thắm như máu trên người lý diệu trong khoảnh khắc tên thâu tinh này liền cắn chặt môi thần sắc hắn hiện lên vẻ sợ hãi tột cùng lý diệu chợt lấy ra một bình điều trị dược tề được áp suất mật độ cao hắn dùng ngón cái mở nắp sau đó hơi nghiêng miệng bình lúc này một tia dược dịch sang ống ánh quả mùi thơm đặc biệt xông vào mũi trong khoảnh khắc liền hóa thành một dòng nước màu hổ phách im hơi lặng tiếng chảy xuống mặt đất lý diệu bình tĩnh nói tất cả xương bả vai cùng xương sườn của ngươi đã bạo liệt lục phủ ngũ tạng đều gặp phải hiện tượng nội xuất huyết nghiêm trọng xét theo thực lực của ngươi thì còn có thể sống qua thời gian một chung trà nữa nếu như nuốt vào chỗ điều trị dược tề này liền có thể sơ bộ khiến cho hiện tượng nội xuất huyết ngừng lại giúp ngươi kiên trì tiến tới khoang thuyền điều trị hiện tại cho ngươi ba phần chung thời gian nói ra nguyên nhân bọn ngươi xuất hiện ở chỗ này trạng thái trước mắt và cách bố trí nhân viên trên tinh hạm còn có thân phận cùng thực lực của quan chỉ huy cao nhất của các ngươi tất cả phải nói thật rõ ràng chỉ cần ngươi hiểu được nói ra tất cả những tin tức có ích còn những tin tức đó có giá trị hữu ích hay không thì phải do ta phán đoán nếu ta cho là ngươi nói ra những thứ rất có giá trị vậy thì ta sẽ đưa bình điều trị dược tề này cho ngươi mục tiêu của ta cũng không phải là ngươi Ta cũng không cần thiết phải phí thời gian trên người loại tép triêu như ngươi. Bất quá hãy nhớ rằng ngươi cần phải nhanh, trải qua thời gian 3 phần chung, bình điều trị dược tề này vẫn liên tục chảy ra, nếu như cuối cùng lượng dược tề còn lại không đủ để chữa thương thì ngươi chớ có trách ta. Vừa nói, Lý Diệu liền đánh ra phía trước một màn sáng, phía trên dùng những con số đỏ tươi biểu hiện thời gian đếm ngược. 3 phần chung, bắt đầu. Còn có 2 phần 5 thời gian của 19 giây. Tên thâu tinh này giống như là cá chạch được đóng lại trên thất cổ, đau tới vui sướng, bộ dạng hung dữ. Phát ra từng đạo âm thanh mơ hồ cũng không biết là đang chửi mắng hay là xin tha thứ. Lý Diệu tâm bình khí hòa tiếp tục đếm ngược, điều trị dược tề trong bình vẫn không ngừng chảy xuống. Đến thời điểm chỉ còn lại 10 giây đồng hồ cuối cùng, tên thâu tinh này cũng nhận thức được tình hình hiện tại, hắn giống như là người rơi xuống nước bắt được một cây rơm rã cuối cùng, nhịn đau nằm rạp xuống trước mặt Lý Diệu thao thao bất tuyệt địa nói ra. Tình huống trên ngạc ngư chiến hạm cũng không chênh lệch nhiều cùng suy nghĩ của Lý Diệu, chiếc tinh hạm này của phong vũ ngục cũng không phải do tên tội phạm cấp kim đang phong vũ trọng tự thân trấn giữ, mà là người thừa kế duy nhất của hắn, phong vũ minh chỉ huy. Phong vũ minh năm nay 27 tuổi, là tu chân giả có tu vi trúc cơ hậu kỳ, là một tiểu nhân vật to gan lớn mật tại, chu sào tinh, nơi đám thâu tinh tụ tập nếu như sau này hắn muốn thừa kế phong vũ ngục thì trước tiên cần phải tạo hung danh cho chính mình đây là lần đầu tiên phong vũ minh một mình đi săn thú ban đầu hắn hành động hết sức thuận lợi liên tục bắt được hai chiếc tàu buôn cướp được rất nhiều vật tư tuy nhiên trong lần săn thú thứ hai hắn lại bị đại giác khải sư đoàn đi qua phát hiện đại giác khải sư đoàn cũng không phải đội bảo hộ của tàu buôn này trước đây bọn họ cũng không có ân oán gì với phong vũ ngục Thực lực tổng hợp của hai bên cũng chênh lệch không nhiều, thậm chí bên phía Phong Vũ Minh vẫn cao một nước, chỉ giao chiến trong chốc lát, cả hai liền rơi vào thế lưỡng bại câu thương. Lúc này đại giác khải sư đoàn lại giống như chó điên, các cao cắn chặt không tha, hai bên truy đuổi cùng triền đấu trong tinh hải suốt hai tháng, tạo nên tổn hại cực kỳ thảm trọng, ngay cả tinh hạm hai bên cũng bị bắn thủng trăm ngàn lỗ. Trước đây, Phong Vũ Minh vẫn chưa hề nhìn thấy khải sư đoàn nào lại hung hăng không sợ chết như thế dọc theo đường đi càng ngày càng xa, cuối cùng bọn hắn liền đi tới địa phương nơi biên thùy này. Lúc này, khi tinh hạm của hắn đến gần bờ vực sụp đổ lại phát hiện ra tinh quân miếu, liền muốn chiếm được một chút trợ cấp từ trong chỗ này. Ban đầu, hắn còn tưởng rằng chỉ cần oanh ra hai miệng pháo, thì nơi đám quê mùa này sẽ ngoan đầu hàng, nhưng hắn lại không nghĩ tới tầng phòng ngự của tinh quân miếu lại cường hãn như thế, nên đánh phải triển khai thế tiến công, chính vì vậy mới xuất hiện một màn mà Lý Diệu vừa mới nhìn thấy. Trải qua hai tháng truyền đấu cùng đại giác khải sư đoàn, phong vũ minh đã bị tổn thất rất nhiều tinh nhuệ. Những thâu tinh còn lại cũng chỉ là một đám người tạp nham. Tất cả bọn họ đều mang thương thế trên người. Số lượng đạn dược cùng linh năng cũng không còn lại nhiều lắm. Cho nên mới phải dây dưa ở bên ngoài một cái thành trấn nho nhỏ này. Trải qua một giờ đồng hồ vẫn không thể phá hủy phòng tuyến của đối phương. Ta, ta cái gì cũng đều nói rồi. Mau đưa điều trị dược tề cho ta, cho ta. Sau khi nói ra mọi việc khí sắc của tên thâu tinh này liền trở nên trắng bệch trong cổ họng hắn như có máu tươi bốc lên thần sắc vừa nôn nóng lại vừa sợ sệt cầu khẩn đại giác khải sư đoàn lý diệu như có điều suy nghĩ khải sư đoàn là tổ chức của riêng tu chân giả trong phi tinh giới nếu như so sánh với các tông phái tu chân thì khải sư đoàn càng tự do rộng rãi hơn chỉ cần là gia tài trong sạch khải sư có được thực lực nhất định liền có thể tự do gia nhập đương nhiên cũng có thể tự do rời đi loại kết cấu tổ chức lỏng lẻo này phi thường được một chút tán tu không thích gò bó hoang nghênh còn có không ít người trẻ tuổi của các tông phái muốn rời khỏi sự che chở của tông môn đi ra ngoài rèn luyện cũng rất vui vẻ gia nhập vào khải sư đoàn tích lũy kinh nghiệm chiến đấu kết bạn với hào kiệt các lộ hiểu được cảnh tượng cuồn cuộn của đại thiên thế giới nguồn thu của khải sư đoàn bắt nguồn từ hai phương diện thứ nhất đó là nhận nhiệm vụ bảo hộ các đội buôn cùng quán nghiệp cỡ lớn ngoài ra còn đặc biệt đến từ tiền thưởng thu được nhờ liệp sát thâu tin cùng yêu thú bất quá lý diệu cũng không có tìm được cái tên đại giác khải sư đoàn trong danh tự của vài khải sư đoàn cỡ lớn của phi tinh giới nên đại giác khải sư đoàn chỉ là một trong các khải sư đoàn cỡ nhỏ chỉ là một khải sư đoàn có thực lực bình thường vì cái gì lại muốn không chết không ngớt dây dưa tới hai tháng cùng đám thâu tin của phong vũ ngục tiền thưởng của phong vũ ngục cao như vậy sao Đại giác khải sư đoàn vì cái gì lại muốn dây dưa với các ngươi suốt hai tháng thời gian? Lý Diệu dùng cổ tay nghiêng bình điều trị dược tề khiến cho tốc độ dược tề rơi xuống đột nhiên tăng nhanh, trong giây lát nửa bình dược tề đều đã trống không. Ánh mắt của tên thâu tinh kia bị hãm thật sâu vào trong hốc mắt, dường như hắn muốn vươn tay ra, cố gắng với lấy chút hương khí nổi bật kia vào mũi, lục phủ ngũ tạng của hắn như bị lôi hỏa oanh sát, vô cùng khổ sở. Đến cùng thì hắn vẫn không thể nhẫn nại được, đôi môi chợt run rẩy, cuối cùng hắn vẫn quyết định nói ra tình hình thực tế. Bởi vì muốn chiêu bài của mình vang dội, tạo nên hung danh vang xa nên khi gặp chiếc tàu buôn thứ hai, sau khi đối phương đầu hàng, Phong Vũ Minh chỉ huy đã ra lệnh giết sạch tất cả người trên thuyền. Trong khoảnh khắc, mấy sợi tơ máu trong mắt Lý Diệu như đứt ra, hắn gật đầu, đưa điều trị dược tề tới phía trước mặt đối phương, nói Tốt lắm, ngươi đã nói cho ta một tin tức rất có giá trị. Nghe thấy Lý Diệu nói, Tên thâu tin này chợt có cảm giác thoải mái khi giải quyết xong sự việc nào đó, hắn thở ra một ngụm trọc khí, trung rẫy trứ tiếp nhận bình điều trị dược tề trước mặt. Thế nhưng hắn còn chưa kịp nuốt dược tề vào thì đột nhiên lại cảm giác được trước ngực truyền đến một trận đau nhức, Giống như là có một vạn cây kim thép đồng thời đâm vào trái tim, bắn ra hơn 10 vạn đạo điện hồ, thân thể hắn chợt mạnh mẽ co rúng lại, hai mắt trừng lớn, dần dần cứng lại. Lý Diệu thu điều trị dược tề về, sau đó liền biến mất ở trong khe hở của các ống dẫn ở đỉnh khoang công cụ. Lúc này, Phong Vũ Minh giống như là một con ác lan mất đi một chân và bị nhốt lại trong lồng sắt, khập khển đi qua đi lại, trên mặt hắn hiện ra biểu tình vô cùng dữ tợn, cùng tuyệt vọng. Thậm chí còn mang theo một chút. Tuổi thân. Đồ khốn, đại giác khải sư đoàn, đám chó điên này muốn đuổi tới khi nào? Tàu hàng mà bố mày cướp cũng không phải là do các ngươi bảo vệ, đây là lần đầu tiên bố mày đi săn thú, tiền thưởng trên đầu bố mày còn không đủ mua nhiên liệu để tinh hạm các ngươi tiêu hao trong một tuần lễ. Vì cái gì, cuối cùng là vì cái gì? Phong Vũ Minh gào thét khàn cả giọng, hai tay hắn dùng sức dứt tóc, dường như muốn nhấc bản thân nhảy lên trời cao. Trải qua hai tháng chém giết, đối tên với tên tội phạm này mà nói, đây thật sự là một đoạn trí nhớ mà hắn không nỡ nhớ lại. Tổng hợp sức chiến đấu của đại giác khải sư đoàn cũng không cường đại, thậm chí vẫn kém hơn một chút so với bọn hắn. Nhưng đối phương lại giống như là khắc bốn chữ, dây dưa không ngớt, lên sau gáy, một lần lại một lần đám người phong vũ minh chạy thoát, nhưng một lần tiếp một lần đại giác khải sư đoàn lại giống như kẹo dính không cách nào dứt bỏ. Mỗi lần tiếp xúc, đại giác khải sư đoàn đều bày ra một bộ dạng tiến vào chỗ chết, cứng rắn đánh ra từng luồng hỏa lực vô cùng hung hãn dựa vào đại bác ở mũi tinh hạm đối công trong khoảng cách gần trong gan tất giống như là hai tên côn đồ ưỡn ngực va vào nhau, dùng dao găm đâm tới, thể hiện ra một bộ dạng ta là lưu manh, ta sợ người nào dưới thế công như mất trí của đại giác khải sư đoàn, đám tội phạm của phong vũ ngục cũng chỉ còn cách chạy trối chết. nguyên vốn tưởng rằng trải qua hơn nửa tháng, xuyên qua từng mảng loạn thạch tinh mang cùng tinh vân bảo tác, cuối cùng phong vũ ngục chạy trốn tới biên thùy của phi tinh giới, nhìn chung có thể thoát khỏi đám chó điên này. nhưng phong vũ minh lại không ngờ rằng nửa ngày trước. Ngạc Ngư chiến hạm lại gặp phải thần niệm của đối phương dò xét tới, hơn nữa lại không chút nào che đậy, truyền tới những văn tự vô cùng điên cuồng, hợp thành một cái tin tức vô cùng hung hăng. Tất cả tu chân giả đều muốn tiêu diệt ngươi, cho dù là đuổi tới cuối ngân hà cũng phải tiêu diệt ngươi. Đám chó điên này. Quả thực là Phong Vũ Minh liên tiếp gặp phải vận rủi, ngay cả chỗ thành trấn nho nhỏ trong tinh không trước mặt này cũng quá quỷ dị không hiểu tại sao tòa thành trấn này lại có thể có được quan hoàng phòng ngự cường đại như thế. Đã qua hai tiếng đồng hồ rồi mà người của Phong Vũ Minh vẫn chưa thể hạ được tuyến phòng ngự của tòa thành trấn nơi thâm sơn cùng cốc này. Phong Vũ Minh dần dần hiểu ra, bản thân muốn dựa vào nơi này thu được trợ cấp thì chỉ sợ là muốn tan vỡ hy vọng rồi. Bởi vì cho dù là hiện tại đám thâu tinh này hạ được tòa thành trấn này thì bọn họ cũng không có đủ thời gian để vận chuyển những vật trợ cấp này lên thuyền, đại giác khải sư đoàn nọ bất cứ lúc nào đều có thể giảo sát tới. Bắp thịt trên mặt phong vũ minh liên tục co rúng, hàm răng nghiến chặt, hắn quyết định vứt bỏ miếng thịt béo sắp tới tay, nhanh chóng thoát ly khỏi địa phương quỷ quái này, tiếp tục chạy trốn. Đúng lúc này, ngạc ngư chiến hạm liền khẽ chấn động, màn sáng to lớn trên đài khống chế chợt biến thành màu đỏ, lập tức phát ra báo động dồn dập. Ở khoang động lực trên thuyền xảy ra một vụ nổ mạnh vô cùng nghiêm trọng khiến cho động lực tổn thất 15% hơn nữa vẫn đang tiếp tục hạ thấp. Trong khoảnh khắc, khí sắc của Phong Vũ Minh lập tức trở nên khô héo. Hiện giờ, đối với đám thâu tinh của Phong Vũ Ngục mà nói, mất đi 15% động lực chính là một tổn thất trí mạng. Cho dù không thể kịp thời phục hồi động lực phù trận nhưng ít nhất phải khống chế được hiện trường của vụ nổ, tuyệt đối không thể để uy lực của vụ nổ lan ra những hướng khác. Trong phút chốc, vụ nổ kia liền khiến cho ngạc ngư chiến hạm mất đi hơn 30% động lực, bọn họ lập tức biến thành ba ba trong rọ, không chỗ chạy thoát. Lúc này, trong tần số truyền tin truyền đến một trận âm thanh, hệ thống truyền tin giữa hạm kiều cùng khoang động lực đã bị vụ nổ mạnh chặt đứt. Phong Vũ Minh không chút do dự chạy như bay về phía khoang động lực. Phong Vũ Minh thuận tay dương lên, lập tức một đạo quang mang ám hồng sắc bao vây toàn thân hắn. Sau khi đạo quang mang này dần dần cứng lại, liền xuất hiện một bộ tinh khải như đang nghe nanh múa vuốt bao phủ toàn bộ thân thể hắn bộ tinh khải này được mệnh danh là ám hỏa tinh khải vốn do phụ thân hắn lột xuống từ trên người một gã cao thủ trúc cơ đỉnh phong lại trải qua cao thủ trong căn cứ của thâu tinh chu sào tinh cải tạo được gia tăng thêm rất nhiều hộ giáp cùng phù trận có tính công kích ngang ngược vô cùng đây chính là điểm lớn nhất mà hắn dựa vào trong cuộc săn thú này mặc dù phong vũ minh vẫn còn rất trẻ nhưng hắn cũng ít nhiều thừa kế một chút tính cách âm hiểm ngoan độc cùng xảo quyệt của phụ thân hắn dù bản thân hắn đang hoạt động trong nội bộ tinh hạm nhưng bất cứ lúc nào hắn cũng có thể mặc bộ tinh khải này lên người. Lúc này, Phong Vũ Minh đang phóng nhanh như chớp trong thông đạo chính giữa, đồng thời hắn cũng phát ra hàng loạt mệnh lệnh cho nhân viên bảo trì nhanh chóng tiến về phía khoang động lực qua tần số truyền tin. Thời điểm Phong Vũ Minh cách khoang động lực hơn 10 mét, hắn có thể ngửi thấy được mùi khói vô cùng đậm đặc, phía trên thông đạo chính giữa nổi lên từng đám khói đặc màu đen lơ lửng, cuồn cuộn áp xuống phía dưới. Đúng lúc này, phía trước lại xảy ra một vụ nổ mạnh nho nhỏ khiến cho rất nhiều khói đặc cuồn cuộn tràn đến. Phong Vũ Minh nhướng mày, hắn đang muốn vọt vào sương mù, thì tim hắn chợt nhảy lên, đại não dường như bị đóng băng. Trong miệng Phong Vũ Minh chợt phát ra âm thanh gào thét giống như giả thú ngã vào cạm bẫy. Trong khoảnh khắc thần hồn hắn liền thiêu đốt tới rồi cực hạn, đồng thời nâng chân bước từng bước về phía trước, một thanh loan đao mang theo răng nanh yêu thú vẽ ra một đường công vô cùng âm hiểm ngoan độc từ dưới lên trên, hung hăng chém ra một đao về phía sau. Lập tức trong khói đặc liền bắn ra một đạo kình phong vô cùng mạnh mẽ, giống như muốn đánh lên trên mũi đao của hắn. Trong một sát na, mỗi một cái lỗ chân lông trên người phong vũ minh liền mạnh mẽ co lại, trong khói đắc tràn ra một vô sát ý vô cùng mạnh mẽ cùng chân thực, giống như ẩn chứa nham thạch nóng chảy cùng băng tùy vô cùng sắc nhọn, vô cùng nhanh chóng, mãnh liệt, vô cùng hung dữ. Phong Vũ Minh cảm nhận thấy bản thân giống như là một khối tử thi bị kền kền để ý, khiến cho xương tủy trong người hắn như bị đóng băng. Tuy nhiên bó tay chịu chết cũng không phải là tính cách của hắn, đã không kịp tránh né thì hắn liền thành thật đánh ra một đao hung hãn vô song, vừa bày ra bộ dạng như đồng quy vu tận. Đồng thời lại thông qua một tiếng hét điên cuồng phát ra tín hiệu báo động trong tấn số truyền tin. Làm sao? Đối mặt với một đao của Phong Vũ Minh, chủ nhân của đạo sát khí hung dữ kia cũng không hề tránh né, càng không có ý tứ thoái lui, mà lại tăng nhanh tốc độ, cứng lao thẳng tới. Lập tức chiến đao trong rây phong vũ minh dễ như trở bàn tay tiến vào trong cơ thể đối phương. Lục phủ ngũ tạng của hắn cũng bị một cổ nhiệt lưu giống như nham thạch nóng chảy triệt để xuyên thủng từ phía sau ra trước. Biết tình của phong vũ minh hoàn toàn cứng lại, hắn vô cùng kinh ngạc cúi đầu nhìn xuống. Trong mắt hắn liền hiện lên hình ảnh giáp bụng của hắn đã hoàn toàn bị một mũi khoan huyền quang đang cực tốc xoay tròn xuyên thủng, khiến cho lục phủ ngũ tạng của hắn bị xoáy nát một cổ cảm giác vô cùng đau đớn lập tức lan tràn ra. Xương cột sống đứng ở đầu sóng ngọn gió liền hoàn toàn vỡ nát, trên mũi khoan huyền quang có một đám linh tuyến tràn ra, giống như dòi bám vào xương, cắt cao bám lấy mỗi một cụm dây thần kinh của phong vũ minh, khiến cho nửa người phía dưới dưới của hắn hoàn toàn mất đi sự khống chế, linh năng vận chuyển toàn thân hắn cũng bị cứng rắn chặn lại. Nhưng khiến cho hắn sợ hãi chính là việc loan đau của hắn rõ ràng đã chém trúng đối phương, nhưng lại giống như là một đi không trở lại, ngay cả một chút tinh khải không bị trảm phá, hắn không hề cảm nhận được loan đao trong tay trảm qua máu thịt của đối phương. Vốn đạo đao mang cùng cuộn oanh kích mà ra kia sẽ bắn ra linh năng triệt để cắn nát lục phủ ngũ tạng của đối phương, giống như cá sa vào hồ nước sâu không thấy đấy, hoàn toàn biến mất không thấy. Rốt cuộc đối phương là ai? Vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở trên tinh hạm của ta? Tinh khải của hắn là dùng tài liệu gì để luyện chế? Vì sao lại quỷ dị như thế, lại có thể hoàn toàn cắn nuốt mũi đau của ta, ngay cả linh năng cũng bị hút đến không còn một mảnh. Đau, quá đau. Lúc này, huyền cốt chiến khải lặng yên xuất hiện sau lưng phong vũ minh, giống như linh hồn hiện lên từ cửu U Hoàng Tuyền. Tại giáp hông của chiến khải có một thanh chiến đao rực rỡ răng đang cắm vào tầng phòng ngự được luyện chế từ huyết ngục trong suốt của hài cốt long ma. Lý Diệu đã sưu tầm được rất nhiều tài liệu từ trên người hài cốt long ma, mà tất cả những tài liệu tinh hoa nhất trong đó tối đều được dùng để cường hóa huyền cốt chiến khải. Nếu như xét về thủ pháp luyện chế cùng kết cấu khung thì có lẽ huyền cốt chiến khải vẫn không thể hơn các tinh khải tại phi tinh. Nhưng nếu như nói đến số lượng thiên tài địa bảo được sử dụng cùng giá trị của chúng thì huyền cốt chiến khải có thể nói là xa xỉ phung phí tới cực điểm. Từ việc giáp trụ mang theo huyết nhục cùng hài cốt của tuyệt thế hung yêu từ 4 vạn năm trước, Lý Diệu nghiễm nhiên trở thành một tên nhà giàu mới nổi vô cùng xa xỉ, căn bản khinh thường địch nhân chơi kỹ xảo gì, hắn chỉ cần dùng số liệu tính năng vô cùng cường đại tới nghiền áp đối phương mà thôi. Trong chiến đấu đồng cấp thì khi mặt huyền cốt chiến khải lên người, căn bản Lý Diệu chính là vô địch. Oanh Lý Diệu lập tức thiêu đốt thần hồn, linh diễm điên cuồng phun trào, số vòng quay của mũi khoan huyền quang đột nhiên tăng cao lên một cái cấp số, khiến cho phong vũ minh đau đớn đến mức muốn chết mà không được, trong miệng hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết. Đáng thương cho tu vi trúc cơ hậu kỳ của hắn còn chưa hoàn toàn bạo phát đã bị huyền cốt chiến khải nghiền áp tuyệt đối, không bao lâu sau liền triệt để mất đi sức chiến đấu, tùy ý để cho Lý Diệu hoàn toàn nắm vào trong lòng bàn tay. Lý Diệu cười lạnh một tiếng, biến khoan là trảo, nắm lấy lục phủ ngũ tạng của phong vũ minh, kéo hắn vào sâu trong sương mù tại khoan động lực. Theo Lý Diệu vung tay lên, phía sau liền truyền đến từng tiếng nổ vang, Phá hủy tất cả những địa điểm mà hắn đã tính toán chuẩn xác, trong nháy mắt, thông đạo chính giữa liền bị chặt đứt, mạng lưới thông đạo giao thoa giữa các khoang thuyền liền vặn vẹo. Trong khoảnh khắc, khoang động lực liền tạm thời chặt đứt sự liên thông với bên ngoài, nếu như không mất ít 10, 20 phút thì tuyệt đối không cách thể liên thông. Không lâu sau, cuối cùng thì Phong Vũ Minh cũng qua loa khôi phục lại sự tỉnh táo từ trong đau nhức. Ngay khi tỉnh lại, hắn liền phát hiện tất cả các khớp xương toàn thân hắn đều bị bóc nát hơn nửa tay hắn còn bị vô số tinh tuyến trói chặt giống như một cái con bánh trưng bị buộc lên trên một miệng ống dẫn to lớn cảm giác đau nhức bởi vết thương trên người hắn cũng không tính là gì đối với cảnh ngộ vô cùng quỷ dị này ở trước mặt hắn có một tấm bàn sáng đỏ thẫm giống như là một lân tinh yêu dị liên tục nhảy lên hiện ra từng nhóm số liệu đếm ngược thời gian còn lại năm mươi chín giây năm mươi tám giây năm mươi bảy giây trước mặt hắn có một kiện tinh thải màu đen giống như sứ giả đến từ u minh tỏa ra một đám khói tràn ngập sát khí, đang lạnh lùng nhìn hắn. Cho dù khuôn mặt của đối phương đã giáp đầu che phủ, nhưng Phong Vũ Minh hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được khuôn mặt phía sau lớp kim loại màu đen kia có bao nhiêu hung tàn cùng bạo ngược. Đột nhiên, đối phương liền nhấc lên một ngón tay, nhẹ chạm vào màn sáng. Thời gian đang đếm ngược kia lập tức đình chỉ lại ở 55 giây. Nói cho ngươi biết một chút, hiện tại ngươi đang ngồi trên một ống dẫn nhiên liệu được nối thêm vào lò phản ứng, bên trong ống dẫn nhiên liệu này có bốn tòa phù trận phong hệ cỡ lớn chúng có thể tạo ra lực hút vô cùng cường đại để trực tiếp hút nhiên liệu vào bên trong khe hở của kiện tinh khải màu đen này truyền đến một đạo âm thanh khàn khàn vô cùng lạnh lẽo không mang theo một chút tình cảm của con người giống như âm thanh khi kim loại ma sát vào nhau phát ra mặc dù lò phản ứng này đã mất đi tác dụng nhưng nhiệt độ ở bên trong đó vẫn cao hơn hai nghìn độ hiện tại sự liên hệ giữa phù trận phong hệ cùng tinh não chủ khống đã bị ta chặt đứt. Tuy rằng phù trận đang bị vây ở trong trạng thái ngủ đông nhưng lại được ta nối liền tới trên hệ thống đếm ngược này. Nếu như ngón tay của ta đụng vào màn sáng thì hệ thống đếm ngược sẽ tạm thời ngừng lại. Còn nếu như ngón tay của ta rời đi thì sẽ giống như vậy. Nói xong, Lý Diệu chợt buông ngón tay ra, ngay sau đó con số đang đếm ngược trên màn sáng liền khẽ rung lên, những con số tiếp tục nhảy lên, 54 giây, 53 giây. 52 giây. Thời gian sẽ tiếp tục đếm ngược, đợi tới khi con số này nhảy về số không thì phù trận phong hệ kia sẽ tự động kích hoạt, khí đó ngươi sẽ bị hút vào bên trong lò phản ứng. Với tu vi trúc cơ kỳ cùng bộ tinh khải rách nát này của ngươi thì hãy thử nghĩ xem. Khi ngươi tiến vào trong lò phản ứng nóng tới hơn 2.000 độ thì cũng cần tới 15 giây đồng hồ ngươi mới hoàn toàn bị thiêu chết, đợi lát nữa ngươi phải hảo hảo hưởng thụ đấy. Lời nói của Lý Diệu khiến cho sắc mặt phong vũ minh chợt biến con số đang không ngừng đếm ngược trên màn sáng giống như một tấm bùa đòi mạng đang cực tốc bay về phía hắn trong giây lát phòng tuyến tâm lý của phong vũ minh đã triệt để sụp đổ hắn không để ý tới mọi thứ mà gào lên không muốn không muốn ngươi muốn cái gì ta sẽ cho ngươi ngươi muốn biết gì ta sẽ nói cho ngươi đừng để ta bị hút vào đừng để ta bị hút vào đó nhìn thấy đối phương gào thét lý diệu vẫn không hề nhúc nhích tùy ý để cho Phong Vũ Minh điên cuồng kêu loạn, mãi đến khi thời gian đếm ngược chỉ còn lại 40 giây, Lý Diệu mới nâng tay chạm lên màn sáng một lần nữa. Thời gian đếm ngược lại bị đình chỉ một lần nữa. Chứng kiến một cảnh này, Phong Vũ Minh vẫn không có một chút cảm giác an tâm, da đầu hắn rung lên từng trận, nước mắt nước mũi đều nhanh chóng phun trào trên mặt hắn. Vấn đề thứ nhất. Lý Diệu ngồi xuống, nghiến răng nghiến lợi hỏi: là đồ tạp nham ngươi đã dẫn khải sư đoàn đến nơi đây sao? Phong Vũ Minh hoàn toàn ngu ngốc, không rõ đối phương có ý tứ gì. Tử điện thanh minh trảo trên tay trái của Lý Diệu hung hăng nắm lấy lục phủ ngũ tạng của Phong Vũ Minh khiến cho hắn điên cuồng co rúng lại. Lúc này Lý Diệu mới tiếc hận nói. Tên tạp chủng này, ngươi có biết hay không? Bố mày đã mất bao nhiêu công phu, làm thịt vài tên chó săn do thiên thánh minh phái ra, thật vất vả mới có thể chạy trốn tới địa phương quỷ quái, khỉ ho cò gáy này. Ta vốn nghĩ có thể hảo hảo dưỡng thương ở chỗ này mấy tháng, sau đó mới chậm rãi trở về quan tâm những lão bằng hữu này. Kết quả là tên tạp chủng ngươi lại dẫn đám khải sư đoàn tới. Ngươi nói, có phải bố mày nên ném ngươi vào trong lò phản ứng, cho ngươi hảo hảo tỉnh táo lại một chút hay không? Ánh mắt phong vũ minh chợt lạnh cống, trong nháy mắt hắn liền phản ứng lại. Mẹ nó, đây là gặp gỡ đồng hành rồi, hay là một gã tiền bối chứ? người này nhất định là một kẻ siêu cấp ngoan độc, hung danh trác trứ, không biết hắn đã gây ra vụ án lớn gì hay là đã giết chóc kẻ nào tại thiên thánh thành lại một đường chạy trốn đến nơi đây, vốn nghĩ có thể thở dốc một khoảng thời gian nhưng lại không ngờ vận khí không tốt, gặp phải phong vũ minh dẫn đại giác khải sư đoàn tới nơi này. Nói không chừng việc này sẽ khiến hắn bị liên lụy. Không trách được kẻ này lại đại phát hung tính, tìm đến phong vũ minh hắn. Bất quá đối phương đã không tiêu diệt hắn, vậy thì nhất định còn có con đường hòa giải tâm tư phong vũ minh thay đổi thật nhanh hắn khổ sở suy tư về từng khả năng giúp bản thân có thể chạy trốn tiền bối đây đều là một hồi hiểu lầm ta là một trong các đương gia của phong vũ ngục cha ta chính là phong vũ trọng nếu như tiền bối tha ta một mạng thì nhất định cha ta sẽ cảm tạ ơn trọng của tiền bối lúc này lý diệu chợt nở cười lạnh trong lòng hắn lập tức nâng ngón tay lên khỏi màn sáng thời gian đếm ngược lại bắt đầu nhảy lên 39 giây 38 giây Ngươi Con mẹ nó Ngươi coi ta là tiểu hài tử ba tuổi sao Phong Vũ Minh sợ đến rối loạn tâm can Nước mắt nước mũi giàn dùa Vội la lên Tiền bối Ngươi không thể giết ta Đại giác khải sư đoàn vẫn đang truy đuổi ở phía sau Nếu như ngươi giết ta Phong Vũ Ngục sẽ chia rẽ Tuyệt đối không thể chống đỡ được thế công của kẻ địch Sẽ liên lụy đến thời gian chạy trốn của tiền bối nếu như tiền bối tha ta một mạng ta chỉ có thể quay người lại cùng đại giác khải sư đoàn quyết một trận tử chiến giúp tiền bối tranh thủ thời gian chạy trốn quý báu đương nhiên cha ta cũng không phải là thiện nam tính nữ gì nhưng tiền bối đã không có để lộ thân phận cho dù là cha ta muốn trả thù thì cũng không thể tìm ra ngài bất kể tiền bối tức giận việc ta dẫn khải sư đoàn tới nơi này như thế nào thì dù sao hiện tại ta cùng tiền bối đều là châu chấu trên một cái cây ta càng sống lâu thì càng có thể dây dưa với khải sư đoàn thời gian càng dài, giúp cho xác suất chạy trốn của tiền bối càng lớn. Tất nhiên là tiền bối chưa hẳn đã sợ hãi đại giác khải sư đoàn, nhưng nếu như chẳng may để lộ ra vết tích thì sẽ gặp phải sự đuổi giết của cao thủ trong thiên thánh minh. Đây đối với việc tiền bối nghỉ ngơi chữa thương cũng không quá có ích, cho nên có thể không tiếp xúc với đối phương thì càng tốt hơn. Cho nên, nếu như tiền bối lưu cho ta một mạng sẽ là lựa chọn tốt nhất của tiền bối hiện nay, Trước kia tiền bối chính là tuyệt thế hào kiệt, đương nhiên sẽ không tránh được việc lửa giận làm ảnh hưởng đến phán đoán, mong tiền bối minh giám, tiền bối tha chết. Lý Diệu hừ lạnh một tiếng, ngón tay hắn lại đặt lên trên màn sáng một lần nữa, cắt ngang quá trình thời gian đếm ngược. Lúc này còn cách thời điểm Phong Vũ Minh bị hút vào lò phản ứng 33 giây. Ngươi rất thông minh, tiếp theo ta sẽ hỏi ngươi ba sự kiện, nếu ngươi thông minh thì 5 phút đồng hồ sau ta sẽ biến mất trước mặt ngươi. Lý Diệu lạnh nhạt nói Thứ nhất, Đại Giác Khải Sư Đoàn vì sao lại đuổi giết các ngươi, thật sự chỉ đơn giản là bởi vì ngươi làm thịt mấy trăm đầu heo sao. Cũng không phải là ngươi giết người sau đó cướp được thứ gì đó chứ. Không có, ta thật sự là tiến hành đánh cướp một phá thuyền vô cùng bình thường. Phong Vũ Minh đang nghe chuyện trên TV Audio CV như phát hoảng lên, giết hầu liên tục trung động, nói Đó là một con thuyền phủ kính dấu vết chấp vá, chiến hạm vận tải cấp, cá lứt trên thuyền chỉ có một vài tên nông dân, kho dùng để chuyên chở hàng hóa đều là hạt lúa cùng một chút pháp bảo dùng để nuôi trồng, cũng không thu được chút gì có giá trị, so sánh ra còn kém xa một vụ làm ăn bình thường nhất. Cũng không có mấy trăm người, trên chiến thuyền này tổng cộng chỉ gồm có 98 người, ngay từ đầu ta chỉ tùy tiện giết mười mấy tên để lập uy, nhưng lại có một bà già lao tới muốn cắn ta, nói cái gì mà ta đã giết chết cháu trai của nàng, lại còn dám nhổ nước miếng lên tinh khải của ta, vì vậy ta liền giết chết tất cả. Ánh mắt Lý Diệu chợt phát lạnh. Bởi vì cái này cái mà đại giác khải sư đoàn đã đuổi giết các ngươi trong suốt hai tháng thời gian. Không sai, chúng chính là một đám chó điên. Nhắc tới đại giác khải sư đoàn, khuôn mặt của Phong Vũ Minh đột nhiên vặn vẹo lên, toát ra sự cừu hận nói. Bất quá ta chỉ giết hơn 10 người bình thường, bọn họ cũng không phải là đối tượng đại giác khải sư đoàn cần bảo vệ. Chẳng qua là trên đường đi đám khải sư này lại phát hiện ra hài cốt của một chiếc tàu hàng, dường như đám người này đã tìm thấy một tên còn lại nữa hơi thở, chính người này đã tố cáo tất cả với bọn họ. Hơn nữa đám người của đại giác khải sư đoàn này lại lấy một bao hạt lúa làm giá tiền, tiếp nhận sự nhờ vả của người này, một đường dây dưa không nghỉ, đuổi giết chúng ta qua mười mấy tinh vực suốt hai tháng thời gian. Trải qua hai tháng chém giết, cả hai bên đã chết mất mấy trăm tên khải sư, thậm chí còn có hơn 10 tên tu chân giả chết đi. Một bao hạt lúa, không tới 100 người bình thường. Chỉ vì những thứ này, lại khiến cho hơn 10 tên tu chân giả chết đi. Dọc theo đường đi, ta từng mấy lần phát ra thần niệm về phái đại giác khải sư đoàn, nói mọi người căn bản không có thâm cừu đại hận gì, cũng không cần phải đánh tới mức lưỡng bại câu thương. Cho dù bọn họ đem tiêu diệt ta thì cha ta cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ thậm chí ta còn nguyện ý đưa cho bọn họ một số tiền chỉ cần mọi người đường lớn của ai người đó chạy mà thôi nhưng không nhờ đám chó điên này lại nói bọn họ đã tiếp nhận nhờ vả giá tiền chính là một bao hạt lúa mà bao hạt lúa này đã được bọn họ nấu thành cơm sau đó ăn tươi từng hạt tiếp đó lại biến thành phân cuối cùng ngay cả phân cũng đã phân hủy sạch sẽ rồi cho nên lần nhờ vả này không thể rút lui cho dù đuổi tới tận cùng tinh hải thì cũng phải liều chết cùng chúng ta chó điên, đây quả thức là một đám chó điên mất đầu mất đuôi. Tiền bối ngàn vạn lần phải cẩn thận, nếu như bị bọn họ đuổi theo thì cho dù tiền bối có tu vi thâm hậu cũng rất phiền toái. Lý Diệu gật đầu. Tốt, chuyện thứ nhất ta rất hài lòng. Kế tiếp là chuyện thứ hai, ta biết phụ thân ngươi chính là phong vũ trọng trên chu sào tinh, là một ngoan nhân hung danh vang dội, là một tên thâu tinh tung hoành trong vài thập niên qua, nhất định hắn đã tích lũy được rất nhiều của cải ngươi là nhi tử độc nhất của hắn. Đấy lại là lần đầu tiên ngươi đi ngoài ra săn thú, chắc chắn hắn sẽ rất lo lắng, mặc dù hắn sẽ không đi theo nhưng nhất định sẽ để ngươi mang theo rất nhiều tiền bạc, vật tư cùng pháp bảo bên mình. Chúng ta làm thâu tin, đương nhiên sẽ không có ngân hàng tồn tại ở ngoài, không thể dám chắc có thể lấy được hàng hóa tốt nhất nên thứ có thể mang bên mình thì liền mang theo. Cho nên mau lấy càng không giới trên người ngươi giao ra đây. Phong Vũ Minh giật mình một cái, nghiến răng nói. Phía dưới sườn trái của giới tử trang phục chiến đấu của ta có một cái túi bí mật, càng không giới thì ở bên trong. Tiền bối có thể tự lấy, cứ coi như là vãn bối đưa cho tiền bối. Lý Diệu cười một cái. Ta còn chưa có nói xong, quy tắc của chuyện thứ hai là như thế này. Đầu tiên, mặc dù khớp xương của ngươi là ta bóp nát, nhưng bằng vào thực lực trúc cơ hậu kỳ của ngươi thì chỉ cần dùng thần niệm trực tiếp khống chế bắp thịt cũng có thể miễn cưỡng hành động, chỉ là hơi đau nhức mà thôi, cho nên ta sẽ không ra tay, chính ngươi đưa cho ta. Thứ hai, thỏ không có ba hang, ta không tin người như ngươi lại chỉ mang trên mình một mai càng không giới. Phụ thân ngươi làm thâu tinh lâu năm, nhất định sẽ truyền dạy cho ngươi không ít thần thông bí pháp, trong lòng của ngươi và ta đều hiểu rõ, mọi người đều có một vạn phương pháp có thể giấu một mai càng không giới ở trên người mà không bị kẻ khác tìm ra trong khoảng thời gian ngắn. Ta cũng không muốn phí thời gian, cũng không có hứng thú ra hỏi bức cung ngươi cho nên ta đoán chắc chắn ngươi sẽ mang theo tổng cộng 3 mai càng khôn giới trên người hiện tại ta sẽ buông ngón tay ra khởi động quá trình đếm ngược thì ngươi sẽ chủ động đưa ba mai càng khôn giới cho ta nếu như quá trình đếm ngược kết thúc vậy thì ngươi cũng không cần xuất ra ba mai càng khôn giới nữa khi đó ngươi đã là người chết nếu ngươi thật sự mang theo hai mai càng khôn giới trên người thì ngươi cũng sẽ chết nếu ngươi mang theo 4 mai càng khôn giới vậy thì ngươi đã kiếm được một chiếc rồi ngươi có thể giấu đi một mai càng không giới có giá trị cao nhất. Lý Diệu vừa nói, vừa nâng ngón tay lên, sau đó hắn liền bắn ra một đạo kình phong, khiến cho hai tay của phong vũ minh được tự do. Quá trình đếm ngược lại được khởi động một lần nữa. 33 giây, 32 giây, 31 giây. Trong đầu phong vũ minh vốn có trên trăm hoạch, có thể giấu đi một mai càng không giới trọng yếu nhất nhưng hắn lại không nghĩ tới lý diệu lại nham hiểm như thế, trong lúc nhất thời tâm thần hắn liền đại loạn trên màn sáng những con số màu đỏ kia liên tục nhảy lên giống như là từng đạo lân tinh dữ tợn đâm vào mắt phong vũ minh như muốn chọc mù hắn trong giây lát phong vũ minh liền liều mình vặn vẹo cơ thể phát ra tiếng cào thét như lợn bị thịt tiền bối ta thật sự chỉ mang theo hai mai càng không giới bên trong có rất nhiều tinh thạch tinh chất cao độ còn có các đan dược tối thượng phẩm ta sẽ lấy tất cả ra đưa cho tiền bối nhưng thật sự là ta chỉ có hai mai chỉ có hai mai mà thôi Lý Diệu bán tính bán nghi nói: "Thật sự là chỉ có hai mai sao?" Phong Vũ Minh vội vàng gật đầu. "Thật sự, thật sự." Lý Diệu thở dài nói: "Vậy thì tính ngươi không may rồi." Từng con số lại tiếp tục nhảy lên, 28 giây, 27 giây, 26 giây. Phong Vũ Minh ngẩn người, giống như một tòa tượng đã bị đóng băng, hắn bị đóng băng suốt 3 giây đồng hồ, nhưng 3 giây này lại dài như là 3 ngày 3 đêm vậy. Đột nhiên, tầng băng này liền nổ tan, hắn giống như là con tôm nhảy trên miếng thép, trong miệng hắn phát ra tiếng rít chói tai. Ba mai, ta mang theo ba mai càng không giới, ta sẽ lập tức lấy ra cho tiền bối. Mau dừng lại, mau dừng lại. Lý Diệu vẫn không nhúc nhích, ánh mắt hắn hết sức bình tĩnh nhìn đối phương. Thời gian vẫn tiếp tục đếm ngược, lúc này chỉ còn lại 21 giây cuối cùng. Trên mặt Phong Vũ Minh tràn đầy nước mắt nước mũi. Hắn cố nén đau nhức, bắp thịt toàn thân như bị một đạo gợn sóng tràn qua, một lát sau, lòng bàn tay hắn liền xuất hiện ba mai càng không giới. Chỉ có một mai càng không giới có hình dáng giới chỉ, mai thứ hai giống như một viên nút áo nho nhỏ còn mai thứ ba lại được ẩn giấu bên trong một hộp đựng điều trị dược tề, nằm lẫn bên trong hơn 10 con nhộng. Cho dù lý diệu điều chỉnh tinh mắt tới mức nhận biết cao nhất thì cũng không thể phân biệt được mai càng không giới này có phân biệt gì với một con nhộng thông thường nếu như để hắn tự mình lục soát mà nói. Có lẽ có thể phát hiện ra hai mai càng không giới phái trước nhưng bởi vì thời gian gấp gáp thì mai càng không giới thứ ba này chắc chắn sẽ bị bỏ qua. Tuy nhiên khi ba mai càng không giới này tới tay, Lý Diệu lại vẫn không có đình chỉ thời gian đếm ngược lại, mãi đến khi thời gian chỉ còn lại có 15 giây cuối cùng, hắn mới nâng tay chạm lên màn sáng. Ta bỏ qua 5 giây đồng hồ, chính là cảnh cáo nho nhỏ cho ngươi. Sự kiên nhẫn của ta có hạn, không cần phải đùa giỡn hoa văn gì. Hiện tại, ngươi còn có 15 giây để trả lời vấn đề cuối cùng của ta. Nếu như tất cả thuận lợi mà nói thì ba phần chung sau, ta sẽ cao chạy xa bay, còn ngươi sẽ tiến tới sống mái cùng Đại Giác Khải Sư đoàn. Nếu như không thuận lợi, vậy thì ngươi đành phải đi vào trong lò phản ứng này tắm rửa, còn tối đa ta cũng chỉ bị lộ thân phận. Ta tin rằng, bằng vào mấy tên chó điên này của Đại Giác Khải Sư đoàn vẫn không thể ngăn được ta thuận lợi, thuận lợi. Nhất định thuận lợi. Giao ra ba mai càng không giới, Phong Vũ Minh giống như là bị mất đi ba đốt cuộc sống, thân thể hắn triệt để cuộn tròn lại, không ngừng run rẩy. Lý Diệu nói, ta muốn đạt được quyền hạn điều khiển cao nhất của tinh não chủ khống trên chiếc tinh hạm này, ta muốn lấy được toàn bộ tin tức mà chiếc tinh hạm này sở hữu, đặc biệt là tất cả tinh đồ mà ngươi tồn trữ. Cho nên, ngươi hãy nói ra mật mã Linh Văn có quyền hạn cao nhất. Đừng nóng vội, ta sẽ nói cho ngươi biết chuyện này cần phải làm như thế nào. Đầu tiên, ngươi hãy nói mật mã linh văn mật mã cho ta biết. Tiếp đó ta sẽ thiết lập quá trình thời gian đếm ngược thành 3 phần chung. Trong 3 phần chung, ta sẽ xâm nhập vào linh mạng nội bộ của chiếc tinh hạm này. Dùng mật mã linh văn mà ngươi cho ta tới thử. Nếu như mật mã là thật, thì đương nhiên trong 3 phần chung thời gian ta có thể lấy được những thứ ta cần. Sau đó sẽ khiến cho quá trình đếm ngược ngừng lại và biến mất. Nếu mật mã là giả, trong ba phần chúng ta không chiếm được quyền hạn cao nhất, vậy thì tình huống sẽ lại giống như vừa rồi, ngươi sẽ chết. Lý Diệu vừa nói, vừa buông ngón tay ra. 14 giây, 13 giây, 12 giây. Ngay cả nửa giây đồng hồ Phong Vũ Minh cũng không do dự, ngoan ngoãn giao ra mật mã linh văn. Lý Diệu đưa ra ba vấn đề, chính là từng tầng lần lượt tiến lên từng bước một khiến cho phòng tuyến tâm lý của đối phương bị triệt để nghiền nát ngay cả ba mai càng không giới áp đáy dương cũng đã giao ra rồi thì cho dù giao ra quyền hạn cao nhất với tinh não chủ khống cũng chẳng sao dù sao bất cứ lúc nào đại giác khải sư đoàn cũng có thể đuổi tới theo như phong vũ minh nghĩ có lẽ chiếm được quyền điều khiển chiếc tinh hạm này thì vị tiền bối lý diệu này cũng không dùng được nhưng hắn lại không biết Việc chiếm được quyền hạn cao nhất trong tinh não chủ khống mới là chân chính là thứ mà Lý Diệu muốn. Ngay khi quá trình thời gian đếm đình chỉ tại 10 giây cuối cùng, Phong Vũ Minh giống như một chiếc bao tải rách, vô cùng mất hứng. Tiền bối, cái phải nói ta đều nói rồi, thứ đáng lấy ra ta cũng đã lấy ra toàn bộ, hiện tại đại giác khải sư đoàn bất cứ lúc nào cũng có thể đánh tới, dù sao tiền bối cũng nên lưu lại một chút thời gian cho ta triển khai phòng ngự chứ. Phong Vũ Minh quể oải nói, hắn giống như là một con cá trong lòng sông khô cạn dở sống dở chết ở sâu trong não vực của hắn đang lưu chuyển một cái ý niệm nham hiểm hắn tính toán sau khi tên tiền bối này rời đi bản thân phải làm như thế nào mới có thể lợi dụng nhân tố bất ngờ này để triệt để phá rối tình hình chiến tranh có lẽ hắn có thể dùng tin tức về tên tiền bối này chủ động tiết lộ cho đại giác khải sư đoàn một gã tội phạm có giá trị như thế chung quy thì cũng có giá trị hơn bản thân hắn rất nhiều có lẽ hắn cũng nên nắm chắc thời gian tiến công công phá phòng thủ của tòa thành trấn trước mặt này biến tất cả những kẻ nhà quê bên trong thành con tin đang chìm trong nghĩ ngợi lung tung phong vũ minh lại nghe thấy vị tiền bối kia nói cốt lắm ngươi rất hợp tác ta tin tưởng đoạn mật mã linh văn này là thật không cần phải thử nghe được lý diệu nói phong vũ minh hết sức vui mừng trong lòng hắn nở nụ cười thoải mái trên mặt lại hiện ra biểu tình vô cùng ngoan ngoãn nói tiền bối này lời nói còn chưa phát ra mỗi một chữ lại giống như là khối băng triệt để nghẹn lại trong yết hầu của hắn phía trước đồng tử đang co rút lại của phong vũ minh giáp mặt của vị tiền bối này liền chậm rãi mở ra trái tim phong vũ minh thắt chặt từng cơn dường như ngạt thở hắn biết tất cả các thâu tin rất ít khi cho người khác nhìn thấy mặt thật của mình lúc này đối phương muốn lộ ra bộ mặt thật của mình cũng không phải là có thiện ý mà là đại biểu một thứ khác người nào nhìn thấy này khuôn mặt thật của thâu tinh đều phải chết hắn muốn giết ta vì cái gì việc này không có một chút lợi ích nào đối với hắn phong vũ minh vô cùng tuyệt vọng hắn một vạn lần không nghĩ tới kết quả này lại xảy ra ngay giây phút hắn nhìn thấy khuôn mặt trẻ tuổi của lý diệu thì sâu trong đáy hắn cháy lên một ngọn hỏa diễm trong nháy mắt thân thể hắn cuộn lại không thể tự kiềm chế liên tục run rẩy lên xem ra là ngươi đã đoán được ta cũng không phải là thâu tin gì, mỗi một chữ ta vừa nói đều là lừa gạt ngươi. Con ngươi đen như mực của Lý Diệu nhìn chằm chầm vào phong vũ minh, khiến cho đối phương cực kỳ hoảng hốt, tất cả mọi thứ đều bị hắn thu vào trong đáy mắt. Lý Diệu lập tức mở miệng gằn từng chữ nói. Mạng chó của ngươi vẫn còn 10 giây. Nói xong, Lý Diệu lập tức thu tay về, quá trình thời gian đếm ngược còn 10 giây cuối cùng lập tức được bắt đầu. 10 giây Phong Vũ Minh giống như cá nằm trên thất thượng đang liều mình ngọ ngoại, những mảnh xương cốt đứt gãy lập tức đâm loạn vào trong huyết nhục hắn, máu tươi lập tức chảy đầm đìa, thảm không chịu nổi. Tuy nhiên, Phong Vũ Minh cũng không để ý đau đớn liền khổ sở kêu lên. Không. Ngươi không thể giết ta. Ngươi muốn cái gì, ta đều đã cho ngươi, cho ngươi. 9 giây, 8 giây. Ta biết mấy tọa độ của mấy tòa kho báu, Cùng với động phủ của cường giả cổ tu được phát hiện ra trên hai hành tinh nhỏ, còn có ba tuyến đường buôn lậu tuyệt mật vô cùng an toàn, ta sẽ nói tất cả cho ngươi, chỉ cần thả cho ta một con đường sống. 7 giây, 6 giây. Ngươi là ai? Đến cùng thì ngươi là ai? Ta và ngươi không oán không cừu, vì cái gì ngươi muốn giết ta, vì cái gì? 5 giây, 4 giây, 3 giây. Chẳng lẽ là vì hơn 90 người bình thường kia? Ngươi điên rồi ngươi cũng là một con chó điên. Cha ta sẽ không bỏ qua ngươi, phong vũ ngục sẽ không bỏ qua cho ngươi, tất cả thâu tinh đoàn trên chu sào tinh cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hai giây, một giây, không giây. Ngay khi con số đếm ngược trên màn sáng nhảy về không liền có một loạt âm thanh vang lên. Tròn nháy mắt màn sáng trước mặt phong vũ minh liền hóa thành muôn vàng đạo hồng quang rực rỡ, giống như những pháo hoa cỡ nhỏ đang nhấp nháy, trong nháy mắt liền tiêu tan. Không muốn. Không muốn. Ta không muốn. Lúc này, Phong Vũ Minh đã hoàn toàn lâm vào điên cuồng, trong miệng hắn chợt phát ra tiếng gào thét mơ hồ. Trong nháy mắt, phù trận phong hệ nằm ở sâu trong ống vận chuyển nhiên liệu có linh năng lưu chuyển, âm thanh nổ vang trầm muộn lập tức truyền ra tạo thành từng đạo sóng âm chậm rãi biến lớn. Trong khoảnh khắc, ở sâu trong ống dẫn nhiên liệu liền truyền đến một cổ sức hút đang dần tăng cường lên, khiến cho tất cả mảnh vụn tinh khải trên người Phong Vũ Minh bị hút xuống. Phong Vũ Minh giống như một con heo sắp bị đưa vào máy xay thịt, đang liều mình giãy dụa, bộ phận duy nhất mà gắn có thể hoạt động chính là cánh tay phải đang gắt gao bám vào vách ống dẫn, phát ra từng đạo âm thanh chói tai, lưu lại ngũ đạo trảo ngân tươi đẹp trên thành ống, tuy nhiên tất cả đều vô dụng, thân thể hắn càng ngày càng bị hút vào sâu. Trong miệng hắn truyền ra tiếng kêu thảm thiết, tiếng sau to hơn tiếng trước, thân thể hắn từng chút từng chút bị hút vào sâu trong ống dẫn. Ngay trước khi thân thể hắn bị bóng tối cắn nuốt, liền ngẩng đầu nhìn lý diệu một lần cuối cùng trong mắt hắn tràn ngập thê thảm tuyệt vọng cừu hận phẫn nộ tất cả những biểu tình này đều trộn chung một không cách nào có thể dùng bút mực phát họa lên được lý diệu yên lặng nhìn tất cả chân mày của hắn chưa từng động nửa phần ở chỗ gấp khúc của ống dẫn phong vũ minh tiến hành giải dụa lần cuối cùng kết quả chính là sức hút cường đại sức hút lập tức hút tất cả huyết ngục toái cốt Tạng phủ cùng hỗn hợp các mảnh nhỏ của tinh khải từ những thương tích trên người hắn vào sâu trong ống dẫn. Trong miệng Phong Vũ Minh phát ra tiếng kêu thảm thiết, áp đảo cả tiếng nổ vang của tứ tòa phù trận phong hệ cỡ lớn. Cố gắng cầm cự trong vài giây, cuối cùng Phong Vũ Minh cũng không chịu nổi. Trong khoảnh khắc liền có mộ đạo âm thanh truyền đến, toàn bộ thân thể của hắn liền bị hút vào sâu trong ống vận chuyển nhiên liệu, rơi vào trong lò phản ứng đang hừng hực thiêu đốt. Trong nháy mắt, lò phản ứng liền phát ra rung động mạnh mẽ không liên tục từ sâu bên trong, chỉ khoảng mười mấy giây sau, tất cả đều trở lại bình tĩnh. Lý Diệu nhìn thời gian một chút. Từ lúc hắn kéo phong vũ minh vào khoang động lực đến giờ đã trôi qua 5 phần 32 giây. Lúc này thần niệm của hắn liền cảm nhận được có rất nhiều tinh khải đang không ngừng lao tới, không để ý tới mọi thứ, cấp tốc làm thông lối đi. Lý Diệu lập tức khép giáp mặt lại, trên mũ trùng đầu màu đen chỉ lộ ra ba tinh nhãn màu đỏ tạo thành chữ phẩm trong nháy mắt thân thể hắn liền biến mất ở trong đám xương dày trong góc phòng sau ba phần chung theo một tiếng nổ vang truyền ra thông đạo nối tới khoang động lực cuối cùng cũng được khai thông lập tức hàng loạt thâu tin liền tràn vào đây là sau khi toàn diện lục soát những tên thâu tin này cũng không có phát hiện được chút vết tích nào của phong vũ minh nhưng xuyên qua đám sương mù dày đặc kia bọn họ lại phát hiện ra trên những ống dẫn dăng đầy bốn bức tường của khoang động lực, nền nhà cùng trần nhà có vô số pháp bảo nhỏ bé. Dưới sự sao động của phù trận liền tản mát ra một chút linh quang lóe lên, giống như những quan hồn mà họ từng giết đang trợn mắt theo dõi bọn họ. Quanh Trong khoang động lực, đột nhiên toát ra ánh lửa ngút trời, chợt phát ra một vụ nổ với quy mô còn mạnh hơn gấp 10 lần so với lần trước, giống như một cự thú đang nghe nanh múa vuốt dùng xúc tu hỏa diễm triệt để phá tan phần phía sau tinh hạm. Mất đi phần lớn động lực khiến cho tinh hạm ngừng lại, đình chỉ thế tiến, khiến cho tinh hạm xoay tròn từng vòng, hộ thuẫn linh năng giống như bong bóng xà phòng phơi dưới ánh mặt trời gay gắt, trong nháy mắt liền nổ tan. Đồng thời, hệ thống so sáng bên trong tinh hạm lập tức xuất hiện vấn đề. Từng người rừng người bên trong vô số khoang thuyền lần lượt chìm vào bóng tối. Cho dù trên hạm kiều có được một chút pháp bảo chứa một lượng linh năng nhất định đang tự chủ phát sáng nhưng cũng chỉ phát từng đoàn huỳnh quang yếu ớt mà thôi. Thân thể lý diệu cuộn tròn tại phía trên hạm kiều, hòa làm một thể cùng bóng tối xung quanh giống như là một con dơi đang ẩn núp. Lúc này, trên hạm kiều đã loạn thành một mớ bồng bông, mặc dù đại bộ phận nhân viên thao tác của chiến hạm đều là tu chân giả có tu vi luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ nhưng bọn họ chủ yếu đều là tu chân giả quản lý hình người, trách nhiệm chủ yếu của bọn họ là khống chế tinh hạm chứ không phải chiến đấu cùng địch nhân. Nếu như Lý Diệu mặc huyền cốt chiến thải lên người thì hắn chỉ cần một phút đồng hồ là có thể giải quyết tất cả bọn họ. Ánh mắt Lý Diệu nhìn chầm chầm về phía trung ương hạm kiều. Trong mảnh không gian hắc ám này, có một pho tượng đứng sừng sững ở trung ương hạm kiều, tinh não chủ khống trên pho tượng giống như một cây đại thụ che trời, tỏa ra ánh sáng muôn màu muôn vẻ, vô cùng rực rỡ từng đạo linh tuyến thô to như nhánh cây cùng dây leo lan ra bốn phương tám hướng dọc theo ống dẫn tinh tuyến trên trần nhà đi tới mỗi ngõ ngách trong tinh hạm nhìn thấy toàn cảnh nơi này dường như lý diệu đã có chút hiểu rõ chính xác mà nói trong tinh não chủ khống tồn trữ các tổ tinh phiến trong này nhất định tồn trữ rất nhiều tinh đồ của phi tinh giới bao gồm tất cả các loại đường dây chính thức tuyến đường bí mật không nắm chắc cùng những điểm trợ cấp lâm thời đối với một gã thâu tinh mà nói bọn hắn cần phải tránh né khỏi sự lục soát của các tông phái tu chân, đây chính là chỗ dựa lớn nhất nhất để bọn họ khuấy động phong vân trong tinh hải. Tinh quân miếu thông qua các đường dây chính thức chiếm được các tinh đồ quá mức xấu, chỉ có thể cấp cho người của tinh quân miếu hiểu rõ về một vài đại tinh vực cùng tinh bảo cỡ lớn trong phi tinh giới, căn bản là không thể chỉ đạo các tuyến đường tinh hạm vận chuyển. Nếu như có thể chiếm được một tấm tin đồ bí mật từ trong tay của một tên thâu tinh có kinh nghiệm phong phú mà nói thì hiệu quả hành động sẽ tăng lên diện rộng, khi đó lý diệu hắn có thể một người một ngựa lưu lạc trong phi tinh giới. Nhìn đám thâu tinh đang di chuyển loạn như con ruồi không đầu đụng loạn, trong lòng lý diệu liền cười lạnh một tiếng, sau đó liền nhảy xuống. Trong khoảnh khắc, huyết đao ra khỏi vỏ, lợi trảo giống như tia chớp bắn ra, ba bộ tam liên pháo sáu nòng xoay tròn oanh kích ra từng đạo công kích giống như lôi đình thét gào, thân thể lý diệu như một đạo phong lôi cuốn động, một đường tiến tới phá hủy tất cả mọi thứ mà hắn có thể nhìn thấy. Đồng thời, ở sâu trong tinh hải, có một đài tinh hạm ở trong tình trạng bị tàn phá tới cực điểm đang cực tốc di chuyển. Dùng từ trăm ngàn lỗ thủng cũng không đủ để miêu tả tình trạng hiện tại của chiếc tinh hạm này. Nó giống như là một đám hài cốt tinh hạm bên trong cổ chiến trường qua loa ghép lại cùng một chỗ. Bất chấp tất cả, cưỡng chế kích phát vài tòa động lực phù trận vô cùng mạnh mẽ bay trong tinh hải mênh mông, giống như đang đánh rắm. Ly lịa bộc phát ra từng đại hỏa cầu xích hồng sắc khiến cho không khí ngột ngạt, hoành hành bá đạo tiến lên, hồn nhiên không quan tâm tới trường hợp có thể một giây sau sẽ bị giải thể. Mỗi một chiếc tinh hạm được luyện chế ra lúc nào cũng tuân theo một phong cách nhất định. Hoặc là tao nhã, hoặc là bí hiểm, hoặc là hung tàn, hoặc là đơn giản. Mà phong cách luyện chế của chiếc tinh hạm này lại cô cùng đặc biệt, giống như bị dày vò vậy. Nhưng nó lại có thể gây ra sự trung kích thị giác đối với tất cả mọi người mà không gì có thể so sánh, khiến cho những ai từng nhìn thấy nó thì chỉ cần liếc mắt là có thể nhận ra. Chiếc tinh hạm này được luyện chế theo phong cách phẫn nộ. Nhìn vào chiếc tinh hạm này sẽ khiến cho người ta nghĩ đến một con trâu được đang phẫn nộ khiến cho kẻ khác không thể kìm hãm được phỏng đoán có khả năng người điều khiển chiếc tinh hạm như vậy nhất định sẽ sở hữu một đôi mắt phẫn nộ, cùng song quyền phẫn nộ. Hai bên hạm thủ có hai chi đại giác dài đến trăm mét sức khoa trương, giống như là một cặp sừng trâu vô cùng phong duệ, tỏa ra tinh quang ảm đạm cùng từng đạo hào quang ám kim sắc, mặt trên lại lượng lờ từng vòng huyết văn. Đồng thời những huyết văn này lại đang chéo nhau tạo thành những phù văn phức tạp không biết là hai chi đại giác này chẳng qua là dùng để trang trí hay là một kiện pháp bảo cường đại tuy nhiên một trong hai đại giác đã bị bẻ gãy lộ ra dấu vết trắng bóc trên một chi đại giác còn lại cũng tràn ngập vết tích thương tích chồng chất giống như là bị hàng trăm thanh chiến đao chém qua tại phía dưới hai chi đại giác này bên trong hạm kiều đỏ như độc nhãn có một trung nai cự hán thân cao hơn hai thước râu ri sồn xoàm đang khoanh chân ngồi trên ghế chỉ huy Hắn giống như là vừa mới đi ra khỏi từ trong đống rác, bộ dáng của hắn hết sức lôi thôi, trên chiến giác màu xám đậm của hắn che kín từng vết rách, lỗ thủng, dấu vết ăn mòn cùng những khối huyết ảm đạm. Dường như hắn đã 10 ngày 10 đêm không ngủ, dưới mí mắt hắn tràn đầy ghen mắt thế nhưng song đồng của hắn lại không có vẻ mệt mỏi gì cả, trên gương mặt hắn có hai cái lúng đồng tiền thật sâu, cho dù đôi môi ngậm chặt thì cũng giống như đang cười tới mức vô tâm hồn nhiên, huống chi bờ môi của hắn lại rất ít khi khép lại cuối cùng bắt được các ngươi, lũ khốn đáng thiên đao vạn quả này. Lúc này, tinh hạm của phong vũ ngục lại một lần nữa xuất hiện ở góc của màn sáng tìm kiếm. Từng chuỗi số liệu cùng tin tức như thác nước quanh lạc tới, trong khoảnh khắc trong đồng tử màu xám của cự hán lôi thôi kia liền lóe lên hai đạo kim mang rồi biến mất. Các huynh đệ Vị cự hán này lập tức nhảy dựng lên trên ghế chỉ huy, lúc này người khác mới có thể thấy được ở dưới chiến giáp màu xám đậm, hắn lại mặc một cái quần đùi màu xanh đỏ, tuy nhiên hắn lại hồn nhiên không thấy có cái gì không đúng lập tức căng yết hầu mở miệng hét to khiến nước miếng tung bay đuổi theo đám vương bác đảng này hơn hai tháng cuối cùng cũng khiến bọn chúng rơi vào cảnh cá nằm trên thớt chỉ đợi chúng ta xử lý ta biết chúng ta đã hết sách đạn dược cùng lương thực sức lực cũng đã cạn kiệt ta cũng biết có rất nhiều người thân chịu trọng thương thực lực giảm mạnh thế nhưng ta lại càng hiểu rõ hơn rằng tất cả mọi người đều chờ đợi ngày hôm nay chờ đợi tới thời điểm có thể bắt những tên tạp nham này, lọc áo khoác da người của chúng xuống, sau đó lại xé ra thành từng mảnh. 10 phút sau sẽ tiến vào phạm vi công kích, chuẩn bị chiến đấu. Linh năng của chúng ta đã kiệt quệ, đại bác ở mũi tàu cũng triệt để báo hỏng, thế nhưng cũng không cần quá quan tâm tới những thứ này. Hãy dùng đao kiếm, hàm răng cùng quả đấm của các ngươi tới giết những tên tạp nham này. Đại giác khải sư đoàn, lập tức đuổi theo cự hán kia chìm vào trong sự điên cuồng mở miệng kêu loạn toàn thân hắn có một đạo thanh sắc chi hỏa bắt đầu khởi động đạo hỏa diễm này dần dần ngưng tụ thành một bộ tinh khải màu xanh nhạt thứ khiến cho người khác chú ý tới nhất đó chính là giáp vai phải của hắn sau khi mặt kiện tinh khải hạng nặng này lên vị cự hán lôi thôi này dường như biến thành một con tê ngư phẫn nộ cùng điên cuồng ở trước mặt có bốn màn sáng trôi nổi thể hiện ra cảnh tượng các khải sư đang đột kích trong khoang thuyền trên trăm tên tráng hán ngũ đại tam thô Giả mang ngang ngược giống như hắn đồng thời gào thét, tạo thành một đạo sóng âm như lôi âm cùng cuộn khiến cho kẻ khác chìm vào sự kinh hoàng cùng khiếp sợ. Tất cả những ai nhìn thấy một màn này chắc chắn sẽ hoài nghi, phải chăng một giây tiếp theo chiếc tinh hạm này sẽ bị sóng âm xé rách một cách triệt để. Đúng lúc này, trên màn sáng tìm kiếm lại truyền đến một đạo ba động quỷ dị, vài loại số liệu xảy ra biến đổi trên diện rộng. Cự hắn lập tức chìm vào sự kinh ngạc, hắn lập tức phóng to màn sáng lên liền thấy phía trước tinh hạm của phong vũ ngục tuôn ra một đoàn quan quyển vô cùng lộng lẫy chói mắt giống như một đóa hoa cúc thất thải sắc đang từ từ nở rộ trong tinh hải là tình huống gì đám tạp nham này không muốn bố mày bắt được lại có chuẩn bị kích bạo hạm kiều vị đội trưởng của đại giác khải sư đoàn gắng sức lau đi một đống gèn mắt nhìn chằm chằm vào màn sáng trong chốc lát không thể tưởng tượng nổi nói ra nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha